Tao coi bả được hả mày? Được là sao chú? Được nghĩa là bả cũng còn đường lắm chứ. Cho chú hay, bả văn minh lắm đó nghe. Bả văn minh còn tôi là ná lắm sao cậu? Cũng ra gì lắm chứ, giàu hèn cũng thể mà. Sao? Lo lập gia đình chứ mày? Không ai lo thì tao lo cho. Tôi bỏ nhà đi cả năm nay, sự thật tôi cũng có gia đình đàng hoàng chứ đâu phải không chú. Tôi tính chút nữa tôi viết thêm một cái lá thơ cho ba má tôi đây. Sướng quá ha. Xin lỗi nha, tao không biết thân thế cháu rõ ràng. Chuyện riêng mà. À, hôm nay mày có quảng cáo cho bà biết là thiếp Út đã qua đời lâu rồi chứ? Đợi gì nói. Nói chuyện với chú đâu hai ba lần hỏi thăm tôi liền. Rồi mày nói sao? Tôi nói thím Út mất gần năm nay chứ sao. Trời ơi, sao mày không nói là bà mất 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm cho tao nhờ? Hãy nhắm mắt là mình kể như ngàn thu vĩnh biệt rồi, nói mấy năm không được. Bà khen chú lắm á nghe. Khen sao? Khen chú vui vẻ. Ấp phè vô rồi. Thằng con ba đi về chưa? Dạ chưa, chừng 15 phút nữa em mới về tới. Sao vậy? Nó cản mũi mẹ nó hả? Dạ, chuyện đó làm sao mình biết có hay không. Nói là nói cái tánh của nó. Chú coi, tình đồng nghiệp tôi với nó cũng qua lại chơi thường. Lúc sau này tôi để ý, khi con bồ tôi lại đây nè, mỗi lần đưa về là tôi thấy có nó đứng trước cửa nhà. Nó nhìn một hai lần mình đâu có nói. Cái này 5, 7 lần, 8, 9 lần đều như vậy hết á. Gì kỳ cục vậy? Ủa, nãy giờ sao bà chưa qua? Người ta là đàn bà, không lẽ người ta cứ nghe tiếng chú á là qua hoài, coi kỳ chứ. Kỳ sao được mày? Tao coi tình ý của bà rồi, tao dám chắc nha, nếu tao mà đứng trên chót vót Khi Mã Lạp Sơn mà tao hú một tiếng, bà đứng dưới là bà bò lên. Đàn bà giá mà gặp đàn ông chết vợ thì nó hít cũng như là đèo Hải Vân mà hít mây bay vậy. Sao nãy giờ đèo Hải Vân ở đây mà mây bay chưa có hít vậy chú? Đâu mày làm bộ mày ra ngoài mày kêu tao một tiếng hoài. Chắc bà chưa hay tao qua chứ gì. Đi đi mày. Dạ. Chú Út ơi. Ơi, bộ chú mới qua hả chú Út? Ờ, tao qua nãy giờ. Có anh Út lại chơi đó. Dạ chào thím. Nói tôi mời anh Út qua bên này uống nước. Dạ. Dạ chú Út, bận coi chỉ tay. Ủa, có thầy coi tay ở bển sao? Dạ không, chú coi sách nói về chỉ tay. Nói lại coi. Dạ dạ. Dạ thím có rỗi không? Qua bên này uống nước. Sợ anh Út đang coi sách làm bận ảnh đó chứ. Sách dạy coi chỉ tay mà in bàn tay lem lút như vậy là coi cái gì? Trung à? Dạ. Chú về nha Trung. Dạ mời bác. Mạnh giỏi anh Út. Ủa, cô Tư, cảm ơn. Cô khỏe hả? Hồi nãy giờ biết có cô ở bển tôi qua tôi thăm. Ngồi đi cô Tư, ngồi đi. Dạ thím Tư với chú Út ngồi chơi. Khách lại mà bỏ đi đâu vậy mày? Dạ đi mua một gói trà. À, có đi thì đi lâu lâu nghe. Ủa, lẹ lẹ nghe. Anh rảnh rỗi định học coi chỉ tay nữa sao anh Út? Dạ đâu có, thầy bói coi tay tôi nói xấu tôi ghê quá. Tôi tính lấy sách coi lại coi có trùng hợp không vậy mà. Vậy hả? Sách đâu, cho tôi mượn lướt sơ qua đi anh Út. À rồi. Ủa, đâu mất rồi kìa. Cái thằng Trung này
Nó đi làm còn lẫn lưng cuốn sách. Khi chúng ta làm cô tự hỏi chẳng có gì. Thôi, thôi thì anh nói thầy bói coi anh sao đâu. Dạ thầy nào cũng vậy, nói cũng giống một lời. Mấy ông nói số tôi làm ăn thất bại là tại tôi có ưa cái số trời. Nghĩa là năm nay không có thêm vợ nữa thì chẳng những sát nghiệp còn mất mạng chẳng sai. Ê, anh tính sao chứ anh nói nghe phát sợ vậy. Dạ tôi quyết tâm thà tôi thí mạng bùi là sáng nghiệp tiêu tan chắc tôi chẳng bao giờ cưới vợ làm gì cho hồn vợ tôi nó buồn tôi. Anh nói chung tình là đúng á. Cô Tư nói đúng mà đúng cái gì dạ. Nói nghiệp của tôi nha. Tôi không kể mà làm đi. Nhưng rủi mà tôi chết sắp nhỏ nó khổ dạng thật. Xuống khỏi thầm thế nào hồn tôi cũng gặp vợ. Nó sẽ rầy tôi sao không nghe thầy bói chỉ đường. Nè cô coi nè. Nhắc tới tâm hồn vợ nè. Nổi óc hết trời. Anh coi nè. Anh nói ghê quá làm tôi cũng vậy. Cũng một ốc này mình anh đờ thử của nó cộm cộm nè. Đâu đã đờ coi. Tôi sợ dùng mình anh thấy đó. Anh quyết chí như vậy hay còn tính làm sao. Cô Tư ơi tại tôi thương con nên sống trên đời. Chắc tôi phải nghe lời thầy bói cho xong. Đi đâu được anh lớn tuổi mà lấy vợ nữa tôi thấy kỳ á. Kỳ gì không lẽ chỉ đành để tôi chết hay sao. Anh Út. Nói vậy anh định cưới vợ thiệt hả? Không phải tôi định. Chuyện này là trời định mà. Anh này. Cô đưa tay. Tôi coi chỉ tay mà. Chứ có làm gì đâu. Coi chỉ tay gì mà cúi sát đeo vậy? Tại tôi không có mang mắt kiếng. Phải cúi cho thiệt sát mới thấy rõ. Cái chỉ tay của cô nó hơi mờ. Theo cái bàn tay của cô. Dạ chào bác. Bác Út của con. Coi tay cho má đó Triết. Dạ con thấy coi tay rồi. Theo bàn tay của chị. Chị nên ở vậy. Đừng bước thêm. Số mạng mà. Dạ. Má ơi. Má sửa soạn rồi chưa má? Rồi hết rồi. Bây không thấy sao? Con về thu xếp lẹ lẹ mình đi liền. Dạ chào bác. Tư tính đi đâu vậy? Dạ đi cắt. Anh Út có rảnh không đi chơi? Rảnh thì tôi không rảnh. Mà chị rủ thì đừng nói đi cắp. Mà đi cướp tôi cũng đi nữa. Anh này. Hổng rày. Tuần nào tôi với thằng Triết cũng đi ngoại hết á. Tôi đi tập lội. Ai tập cho chị? Tập bằng phao anh à. Tập bằng phao sao lội được? Chứ anh tập bằng gì? Bắt chuồn chuồn cho nó cắn rúng là biết lội liền à. Anh này nói chuyện lãng nhách hả? Đi má ơi. Em đi nghe anh Út. Em đi đi rồi chút anh đi theo. Chú Út. Ê gì? Chú bị thằng Triết phá đám hả? Ăn tiền rồi chú phá phách tao sao được mày. Nè dạ. Mấy đứa nhỏ có lỡ hỏi tao nó tao đi cấp nghe chưa? Nhớ không? Tao đi à, tao đi tắm. Em lại ghế ngồi đi. Anh tính sao? Anh tính gì? Trời ơi, tới nước này mà anh còn hỏi tính gì nữa. Anh muốn em chết cho anh coi phải không? Anh đưa dao cho em chết đó hả? Lạ. Tại sao cứ mở miệng ra là chết chết chết? Có giải quyết được gì đâu. Tuy nó không giải quyết được gì, nhưng nó giúp cho người ta trốn được những gì mà người ta không thể giải quyết. Trốn? Nếu em chết, em sẽ để cho những người còn sống ở lại đây những vấn đề trầm trọng hơn
nan giải hơn nữa, em biết không? Bây giờ anh hỏi em, em có yêu anh không? Tại sao anh lại hỏi em câu đó? Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi, rồi anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Nếu em không thương, không yêu anh á, thì em đâu có khổ như ngày nay. Em trả lời trật rồi. Bởi vì ngày nay em khổ, nên anh muốn biết trong cái khổ hôm nay, em có còn yêu anh như buổi đầu hay không? Có không? Yên lặng. Yên lặng tức là em chưa trả lời dứt khoát được. Anh biết có một hình bóng khác đang lãng vãng trong tâm hồn của em kìa. Em đừng giận. Với gương mặt hiền lành này, em đã trông ra là xảo quyệt. Với những lời tình tự ngọt ngào, em đã nghĩ đó là giọng kèn tiếng quyển, lôi kéo em vào tội lỗi. Đối với anh, tình yêu của em đã suy giảm. Em đã nghĩ tới hắn, mặc dầu hắn đã có một bộ mặt gớm ghiếc và những cử chỉ vô nhân đạo đối với cuộc đời. Anh nói em nghĩ tới ai? Tới tử thần. Chết là một phương tiện hay nhất mà những người thiếu nghị lực thường dùng để trả thù một cách độc địa đối với những kẻ còn sống mà có lương tâm. Anh đã từng nói với em rằng thân anh như loài rộng biển phiêu lưu, trôi bập bềnh giữa hơi ngàn của đại dương, theo sóng dạt muôn phương mang nặng niềm cô đơn. Em như quang đảo lạnh lùng trở dơ giữa ngàn trùng, có ma lực chiêu hồn dùng chưa loài rồng kia. Hiện giờ tâm thân em đã ra đến lối này, anh nên liệu phương gì để gỡ lần mối tâm? Anh lần thần cho ngày qua tháng lại, em ăn ngủ chẳng yên. Nếu lòng anh quả khó thì không khó, mà dễ thì không dễ lắm đâu em. Anh chỉ cần nói thiệt với hai bác, rồi nhờ người đến nói với má em mới là xong à. Chứ có gì mà anh cho là không dễ. Anh cho ba má anh hay rồi, nhưng mà ông bà vẫn còn giận anh. Ông bà nói anh đã thành niên thì việc hôn nhân anh tự quyết định lấy, chứ ông bà không có can dự vào. Rồi... rồi sao anh? Rồi anh nghĩ tại sao anh có quyền quyết định mà em lại không có quyền, trong khi tuổi của em cũng đã thành niên. Trời ơi, không có được đâu. Má em mà nghe em nói hả, bà giết em chết á. Còn anh hai nữa, anh khó mà nóng tính lắm. Anh hai ở dưới Mỹ Tho đó hả? Dạ. Bây giờ anh được lệnh dời đi Long Khánh, anh nghỉ phép được một tuần lễ, nên ở nhà ổng rài á. Anh cứ theo hỏi em hoài à. Hỏi gì? Bị em ăn cơm có được nè, rồi nghe mùi cá cũng muốn ói, nghe mùi thịt thì cũng muốn ói. Anh coi đó, em ướm nhôm ướm nhách đi nè. Sớm mơ em đi cân còn có 37 kg đó. Anh biểu em đi thử thỏ. Em có đi chưa? Trời ơi, thử gì nữa, trong mình em không biết làm sao. Nhưng muốn biết chắc chắn hơn, mình phải thử thỏ. Có khi sự lo âu quá độ cũng khiến cho con gái có triệu chứng như vậy đó. Anh không tin em nữa phải không? Sao lại không tin? Nhưng mà... thôi được rồi, khỏi có nhân gì hết á. Em biết anh thay đổi với em nhiều lắm rồi. Thôi, em về. Em ngó trên bàn viết của anh coi, anh rọc giấy sắp viết một lá thơ cho ba má anh nữa đó. Em đừng có những cử chỉ làm cho anh buồn khổ và rối trí thêm à.
đâu có rối trí bằng em. Em mới có thể chết được đây nè. Còn anh, dầu gì thì anh đâu có sao đâu. Tại em ngu, em chịu. Em về. Hà, tại sao em lại nói những câu đó? Anh có trốn tránh bổn phận làm chồng, làm cha đâu. Anh ý thức được trách nhiệm của anh yêu em. Anh lặp lại là anh yêu em suốt đời. Vì yêu em cho nên anh sẵn sàng luồn cuối ba má anh đó. Tại sao ba má mà anh dùng hai tiếng luồn cuối? Em làm sao biết được. Nếu không muốn làm cho gia đình em sạn mặt á, khi gả em lấy chồng thì không bao giờ anh cầu lụy, xin xỏ ai cái gì hết á, không cần thư từ cho ai hết á. Nói chuyện với ba má, sao anh không về nhà mà lại viết thơ? Có phải nhà của anh đâu. Nhưng là nhà của ba má anh. Có phải là ba má anh đâu. Anh nói em không hiểu gì hết. Thì tại em chưa có hiểu. Vì chưa hiểu cho nên em mới ta tháng, mới trách móc anh. Em tưởng đâu em đã yêu anh hết sức mà anh lại hờ hững với em. Em tưởng đâu em là một nhân tình chung thủy, còn anh là một gã sở khanh đang tìm đường lẩn tránh. Khi biết người yêu mang hai nghén, chớ em nào hiểu được lòng anh đang rối tờ tơ giòn. Em vẫn còn chút tình thông minh trong sự buồn khổ lo toan. Em cố đợi vì anh đang thuyết phục, nhưng đợi là đợi đến bao lâu? Làm sao anh nói được ngày giờ, miễn rằng anh hết sức lo. Nhưng cái thay nó đâu có chịu chờ, em sợ những tiếng thị phi. Dẫu thành hay bại, lâu lắm là một tháng nữa, anh biết kết quả rồi. Chuyện đó nếu thành thì mình tính theo thành, bại thì mình tính theo bại. Trời ơi, một tháng nữa. Một tháng nữa thì có nước em chết anh ơi. Bây giờ một ngày nè, em coi nó dài hơn là một năm nữa. Con Tư, nó có 15 tuổi hả? Mà nó thấy em cứ khạc hoài, nó còn hỏi nữa đó. Nó hỏi thì trả lời sao cho xuôi thôi. Nó là em của em mà sợ gì. Em bình tĩnh đi, có thai 3 tháng trở lên mới thấy bụng mà sợ gì. Mấy người thanh niên đợi thấy bụng mới biết có thai, còn mấy người có kinh nghiệm chưa gì người ta biết liền à. Anh thì bình tĩnh được, chứ em thì không thể nào bình tĩnh được hết. Một là em đi thiệt xa, hai là em chết, chết cho anh vừa lòng. Lại chết nữa. Thì thôi, em muốn làm gì đó em làm đi. Bây giờ nói vậy phải không? Chứ nói sao nữa. Em muốn có đám cưới, do sự ưng thuận của cha mẹ đôi bên, thì anh đang lo theo ý muốn của em nè. Anh lo muốn điên mà em cứ đòi chết à. Em thích chết quá thì em chết đi, làm sao anh cản. Vậy em về. Em làm theo ý muốn của anh. Ý muốn nào? Em phải nói cho anh biết là em làm theo ý muốn nào của anh. Anh không có quyền lên tiếng với tôi. Anh không có quyền dò xét ý nghĩ của tôi. Tôi ngu dại nè, nhưng tôi chưa hẳn thuộc về anh đâu. Mạnh giỏi ha anh. Đi đâu đó mày? Đi kiếm anh. Sao mày biết nhà? Thì lại đằng trường hỏi. Có chuyện gì mà mày hạ cố tới tao? Ba tới kìa. Ba, ba ngồi đi ba. Ba uống nước. Để đó ba. Ba lại có chuyện gì không ba? Lúc này coi con hơi ốm, có chuyện gì buồn phải không con? Dạ cũng không có chuyện gì đáng ba. Chuyện lặt vặt hả?
Dạ. Chuyến lắc vắc là chuyện gì vậy con? Con có gửi cho ba má tất cả là 3 lá thư. Ba có được không? Được. Sài Gòn bà chiếu có xa gì đâu. Vậy mà mày không về nhà lại gửi thơ. Anh còn giận con nữa ba. Phải không anh hai? Trung à. Dạ. Ba vừa ở nhà thương đột đất ra. Ủa, ba bệnh chi đó? Hèn chi, con coi ba cũng xanh xao, ốm dữ à. Ba bớt chưa? Ba gần chết rồi. Ba bị ung thư phổi. Ba? Ba dẫn thằng Thành đến đây để nó xin lỗi con. Con mà lỗi phải gì ba? Không, con để cho em con xin lỗi con, rồi con phải trở về với gia đình. Thưa ba, con nên nhớ rằng những lời mà ba sắp nói ra đây là những lời của người sắp chết. Trước khi chết, ba không muốn mang theo tất cả những thầm kín riêng tư của mình để chôn vùi dưới ba tất đất. Ba đã nói tất cả sự thật cho ma con và các em con nó nghe hết rồi. Ba định biểu tôi đi kêu anh về, nhưng ba sợ anh không về. Kêu rồi mới biết về không chứ. Ba biết. Khi ba nhắn biểu con tự quyết định lấy việc hôn nhân của con, là ba đã đẩy con đi khỏi dòng tình cảm gia đình xa lắm rồi. Con không trở lại nữa đâu. Bây giờ dẫu ai chê ba là một người nhu nhược, Hà Mình đã xin lỗi con. Ba cũng không cần, vì thuở con còn 3-4 tuổi, ba đã chẳng từng xin lỗi con khi con buồn, con giận đó sao? Ba đến với con, ba sẵn sàng đến với con, là vì ba muốn trước khi. Con đã nghĩ được gần giống như những lời ba sắp nói rồi. Vì ngày xưa ba sợ không con để nuôi dõi con đường, nên ba đã đi thầm lấy kết quả. Là ba đã tạo ra con. Phải, hồi đó ba nói cho con biết trước á, thì con đâu có lỗi gì với anh hai của con đâu. Vì ngày nay ba có nói ra, con mới trả lời. Dĩ dạng của xanh, anh đã mang họ ba thì việc gì anh lại câu nệ. Dẫu có buồn con cùng mẹ ba
Tại bận việc, nếu không có thì má cũng đến đây với anh hai rồi đó. Lại làm gì? Ba muốn lại đây gặp mặt con để nói đôi lời, để cho con an lòng hả dạ. Vì những phụ phàng tên con buồn phải xa đi. Thưa ba, ba cứ về, con sẽ tính sao? Tính gì nữa? Ba muốn con về liệt nội hôm nay, con muốn cưới vợ. Được, gia đình đó, sản nghiệp đó, các em con đó, con thay cho ba mà trông coi. Còn ba, ba sẽ đi Mỹ trị bệnh. Ba sống thêm ngày nào hay ngày nay. Nếu chẳng may ba mất sớm thì đó, gia sản của mình con có toàn quyền. Má của con hứa rằng sẽ không làm điều gì cho con buồn lòng như ngày xưa nữa. Con hãy thu xếp đi. Nhà này con mua hay là con mướn vậy? Thưa ba, con mướn. Con sẽ thu xếp con về. Không phải về để thay ba mà quản lý một sản nghiệp. Không phải về để được công nhận con cũng là ruột thịt với đám em con, để chia phần gia tài với chúng nó. Tụi em đâu có dám nói gì đâu mà anh lo. Con về để nói cho ba má con biết, con không còn buồn phiền ai hết. Tất cả con không buồn. Con có một người yêu, xin ba má hãy vui lòng đứng cưới cho. Sau đó, vợ chồng con sẽ ra sống riêng với gia đình. Khi nào ba mãn phần, con sẽ để tan. Đó là vì bổn phận, chứ không phải vì quyền lợi, thưa ba. Trung à, ba coi con còn dạng học lắm. Ba mong rằng con nên nghĩ lại. Sự có mặt của ba ở đây hôm nay với chứng bệnh nguy hiểm này, thì ý nghĩa của sự gặp gỡ của cha con mình, nó sẽ làm cho con đổi tâm được. Thôi, ba về đợi con. Sao mày chưa về đi? Anh còn buồn tụi em sao anh hai? Sao anh không về một thể? Buồn chuyện gì? Lòng tao không còn chỗ để buồn nữa. Trước đây trên một năm, khi tao chưa đi khỏi nhà, ba có mất một cái đồng hồ lông zin 20 mấy ngàn. Ai lấy vậy? Bây giờ ba nói á, thì tao cũng nói cho mày nghe hết. Trong 2 năm đầu má không có con, má cưng tao như trứng mỏng vậy. Chừng sanh được mày rồi, tao trở thành một con chó ghẻ, đi lạc vào thế giới của các thiên thần. Tao không hiểu tại sao má và cả tụi bay cũng ghét bỏ tao, trong khi tao không có tội tình gì hết. Tao không có tội gì hết. Thì ra má đã sanh con. Má đã nói rõ lai lịch của tao cho các con của má nghe. Làm sao cho các con của má tìm mọi cách trục xuất tao ra khỏi dòng tình cảm, ra khỏi dòng liên hệ thực sự đối với gia đình. Nhưng bây giờ các em đã biết hết rồi. Em biết anh với em là anh em ruột rồi. Tao với mày không phải là anh em ruột. Tao với mày là một cha nhưng khác mẹ. Tao là dấu hiệu của sự chia rẽ ái ân của ba, cho nên tao bị má ghét. Tao không buồn chuyện đó. Đàn bà ai cũng vậy. Thà tao là một đứa con quan, sanh ra từ nơi nào tao không biết, và lớn lên trong diện mồ côi. Như vậy mà tao còn thích hơn là làm đứa con được thừa nhận. Thừa nhận một cách miễn cưỡng. Tuy thể xác của tao được thừa nhận, nhưng tâm hồn của tao bị bỏ quan, mày biết chưa? Bây giờ anh muốn em lại anh, em cũng lại nữa anh hai à. Hồi trước mấy em còn nhỏ dại, mấy em đâu có biết gì đâu. Thì bây giờ mày lớn, thậm chí mày còn to xác hơn cả tao, tao mới nói cho mày biết. Chứ hồi 15 tuổi á, chính tao đã biết rõ tao là cái gì ở trong gia đình này rồi. Tao vẫn lặng thinh, vẫn chịu đựng 7-8 năm mà. Sự chịu đựng đã làm cho trái tim của tao chai cứng rồi, đâu còn biết xúc động nữa. Đâu phải tại tao,
Nhưng cũng được, tao thu xếp để về thăm ba ngay bây giờ. Xin lỗi, ông tìm ai? Dạ, tôi tìm ông Trung. Trung là tôi đây. Ông có chuyện chi không? Tôi là Giang, anh ruột của cô Hà. Anh mới ở Mỹ Tho về à? Phải. Anh cứ tự nhiên. Đây là Thành, em ruột của tôi á. Chào anh. Chào ông. Tôi có thể nói chuyện trong khi có mặt em ruột của ông ở đây không? Thưa anh cứ nói, không hại gì hết á. Tôi với nó như một vậy đó. Tôi muốn nói chuyện với anh về vấn đề của con Hà. Vấn đề gì? Anh cứ nói đi. Đó, ông xem đi. Giấy đi thử thỏ. Phải. Hồi nãy đó, tôi đi đâu về, cặp mắt sưng húp à, quăng cái bóp nhào lên giường, úp mặt lên gối mà khóc như mưa. Như ba tôi thêm một lần trước vậy, má của tôi lấy bóp của nó mà lúc. Thì thấy cái giấy này đây nè, kết quả thử thỏ chẳng sai, y học đã xác nhận 10-10, làm sao nói giấu được ai. Như vậy việc này anh tin sao đây? Chuyện đâu còn có đó, anh cứ về, tôi sẽ tính sau. Chuyện quá rõ ràng còn tính trước tính sau. Em tôi con Hà đâu phải là gây thư. Anh là một thằng tồi tệ, trời quá anh con bẻ cành bán rau. Sao anh có bằng lòng chịu cưới nó hay là không? Anh đừng đem thể lực để hù dọa tôi. Không có hù dọa, mà tao bắt buộc mày trả lời ngay bây giờ. Mày đừng để cho tao thấy đằng sau cái mã đẹp trai là bộ mặt của một thằng tồi. Có cần phải nói nặng đến như vậy không? Không phải chuyện của mày. Không phải thôi. Còn mày, mày có chịu cưới con Hà hay là không? Cưới hay không là do chúng tôi định, hay nói đúng hơn là do tôi. Anh nhân danh gì để bắt buộc tôi chứ? Không nhân danh gì cả, mà tao bắt buộc mày đó. Tôi cũng bắt buộc trả lời với anh rằng tôi không bao giờ cưới Hà. Khốn nạn! Mày đừng có đánh anh hai của tao. Đi! Không! Mày chà đạp sự sống của nhiều người quá, vì vậy sự sống của mày không cần thiết. Mày thương nhau lắm thì mày cũng biết anh em tao thương nhau như thế nào chứ. Hết cứu rồi. Giây này chứng nhận có một người mới tượng hình mà một người phải chết. Làm sao hả anh hai? Chùi tay rồi, đi đi. Đi. Không. Không. Đi về nhà. Nói với ba, nếu ông có thương tao thì mua đứt căn nhà này cho tao, rồi để nguyên đó, đừng ai động tới. Mấy lá thơ gửi về ba, xin phép cưới vợ còn không? Còn. Đem lại bỏ hộp tủ cho tao. Còn mày, mày có thương tao không? Dạ. Có không? Có. Nếu thương tao, mày nên lo cho cháu của mày. Em có biết ai đâu. Trí thông minh của mày sẽ dạy cho mày biết. Tốt hơn mày nên giúp đỡ con của tao và gia đình đó một cách âm thầm. Có thể pháp luật sẽ coi vụ này là một sự thanh toán tư thù, chứ ta không để khổ thân người yêu của tao thêm. Không. Không làm sao? Em không thể để cho anh ở tù thay em đâu. Tao cũng không thể để cho mày ở tù vì cứu tao. Tội em làm, em chịu. Em không để cho anh chịu tiếng oan nữa. Cái đồng hồ của ba chính em lấy. Hồi trước em không có can đảm nhận tội ăn cắp, để cả nhà ghi oan cho anh. Bây giờ em giết người, em phải can đảm nhận tội mà. Can đảm bậy.
tao ở tù, làm gì tao nói một câu phụ bạc. Tao không dằn được tánh tự ái nhất thời. Vả lại, ở đây hay ở trong tù, tao cũng vẫn là một thằng cô độc. Ba tạo ra tao, nhưng không can đảm nhìn nhận, lại lừa dối vợ nhà, lập kế xin tao về nuôi. Mẹ, mẹ tao bánh da xẻ thịt đẻ ra tao, lại bằng lòng giao tao cho một người đàn bà khác. Tao chỉ là một thằng thừa, một kẻ xuất hiện bất đắc dĩ trong một mối tình mà luân lý không nhìn nhận. Tao đi rồi, trong nhà không thấy thế, nhưng nếu mày đi thì sẽ ra sao? Không, em nhất định thừa anh hai à. Nếu mày cãi tao, tao sẽ tự giận chết. Anh hai, đi, mày đi về. Không, đi, em không đi. Đi đi, anh hai. Thành, dạ. Anh hai nói gì? Anh hai, anh gửi lời cầu chúc ba mau mạnh, mau và các em vui vẻ. Về đi, về đi em. Anh biểu em có nghe không? Em có nhận anh là anh của em không hả? Về đi, về đi Thành. Ba làm sao mạnh được? Anh hai, còn các em cũng không thể nào vui vẻ trong khi anh lâm dòng lao ly, hy sinh cả sự nghiệp và thanh danh để bảo bọc cho đứa em đã làm khổ anh trong mười mấy năm trời. Cảm thấy như là bực bội kém vui, vì chẳng còn ai mà so sánh để hạnh diện rằng mình là một đứa con cưng. Nói ra thì nhục nhã vô cùng, nhưng thà em nói cho với niềm cay. Mày muốn nói gì thì nói, nhưng theo tao, giờ phút trọng thể này không nên dành để nói chuyện đó. Cái gì đã qua, để cho nó qua luôn đi. Nếu quả tình mày có thương tao á thì tất cả những chuyện gì tao nhờ cậy mày thì mày nên dân. Tất cả những gì anh căn dặn kể từ đây, sẽ cố gắng lo tròn. Từ trước tới nay những tội giặc của em làm thường để chúc cho anh. Bây giờ đến tội sát nhân là tội tài tình, mà anh cũng đem thân ra gánh chịu. Em vô cùng hổ thẹn, em không chút gì xứng đáng để hưởng lòng hy sinh cao thượng của một người anh. Tao hy sinh bởi một mối tình không lấy gì làm đẹp đẽ. 15 tuổi đầu tao mới biết mình có hai bà mẹ. Người mẹ đẻ sắp đi lấy chồng mới tìm đến để gặp con. Cuộc gặp gỡ đó không có ích gì, mà chỉ làm cho tao oán hờn sâu phần. Còn bà, đợi đến ngày
ngày 35 trọng bình, 30 dân thu thiệt sự chiến rẻ của mình. Đành rằng ta làm như vậy là để giữ vững hạnh phúc gia đình, nhưng mà đối với tao thì sự thú thiệt kia càng làm cho tao thấy rằng tao chỉ là một hòn máu rơi vô nghĩa, lâu nay bị bỏ quên trong hốc kẹt thâm tình. Anh hai, anh buồn ba má làm gì hả anh hai? Buồn, tao đâu có nói. Nó buồn rồi mới nói nghe chứ. Mày cho rằng tao cao thượng thì không đúng lắm. Tao nhận trách nhiệm đối với câu trả lời quá phũ phàng của tao. Hơn nữa, sự có mặt của mày ở nhà là cần thiết. Nếu ba có bề nào, ba có bề nào, em lo bề tám chi thôi anh. Anh hai, tấm lòng của anh em sẽ thuộc lại cho các em nghe, để sống trong cảnh gia đình đoàn tụ. Chính là nhờ người anh đem tâm thân đau khổ che cho mấy cuộc đời, mà người anh kia trong thở thiếu thời đã vì các em mà không hưởng trọn niềm. Ơn lắm. Thôi, em về đi. Thầy, sao còn đứng đó? Em có muốn cả hai đều phải bị bắt không? Mày có nhận tao là anh của mày không? Về đi. Về đi. Dạ. Đi đi. Đi. Hoài quen miệng à. Nếu uống á, thì chị đã uống hồi mấy năm về trước rồi. Nè, đi đâu đó? Lại rủ chị đi ăn phở chơi. Quán phở Tây Hồ mới khai trương hôm qua. Người ta đồn ngon ghê lắm chị ơi. Người ta là ai? Anh Thành. Anh ăn với mấy người bạn. Bữa nay anh mắc đi trên bến cát. Lới 9 giờ 9-10 giờ khuya anh mới về. Hai đứa em đi ăn. Bây giờ cô gấp ăn quá nên đi trước nè hả? Hai bác đem xe lại mời má. Má bệnh tật vậy mà đi cái gì? Bởi vậy
Hai bác biểu lại đây kêu chị đó. Sửa soạn lẹ đi. Anh ba em bệnh, chị đi không có được đâu. Ủa, bệnh gì vậy? Đâu có bệnh gì đâu, cảm soạn thôi dì ơi. Vậy mà em nói anh đi dạy rồi chứ. Giờ này là giờ ảnh dạy mà, phải không chị? À, phải nãy giờ em nói lén gì anh thì chết em rồi ha anh ba ha. Cũng đâu có sao. Em à. Dạ. Thôi em lo sửa soạn đi với dì Tư nó đi. Có ba má ở đằng nhà má, có hai bác ở đẳng. Anh ơi, lẹ lẹ đi, để ba má trông. Đợi chị một chút nghe. Hải, đưa chai dầu nóng anh mượn. Chắc anh cảm cô nữ sinh nào đó chứ gì. Được gì ba em là hơn vàng rồi, còn gì nữa mà cảm. Thôi đi, mấy ông đàn ông á, ông nào cũng tham tổ cha hả. Anh Thành á, ảnh đi với em, gặp cô nào đẹp, ờ à, mà không có đẹp gì hết trơn á, cũng ngó chết ngó sống hả. Vì sao á, chưa phải vợ chồng mà gì cấm người ta sao được. Nhưng mà ngó còn hơn là... Còn gì? Ngó riết thì phải động lòng chứ anh. Tôi hỏi gì nè, chị thấy một chàng đẹp trai gì có ngó không? Thì sao? Thì có ngó, nhưng mà lòng người ta thì khác chứ bộ. Khác sao? Cảnh đẹp người ta thích ngắm, người đẹp người ta thích nhìn. Cảnh đẹp nhưng mà cảnh không có tình cảm á, thì làm sao sánh được với người ta. Nhất là một gia nhân, trong nhan sắc kia lại có cả tâm hồn. Nhưng nhìn ngắm là để những người đơn chiếc, chớ ai đời đã có bạc có đôi lại còn ngắm nghía luôn thôi à. Em hơi nào cãi ảnh làm chi, đàn ông bao giờ họ chịu thua ai. Từ khi ảnh cưới chị tới giờ, nhất nhất chuyện gì chị cũng chịu thua. Nói cho quá, em chịu thua anh nằng nằng đòi mua cho được cặp. Cặp là cặp gì anh ba? Là hai miếng da đeo bên mắt ngựa để cho nó đi thẳng đó. Chị ba em nhất định không cho anh ngắm ai mà. Anh mới là nói quá đó, ghen tổ cha mà nói người ta. Thôi 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 đi chị ơi, nói không có lại anh đâu. Em đi nghe anh. À nè, anh nghĩ bất tử có xin phép trường không? Thôi khỏi, dạy 6-7 năm nay rồi còn gì. Đi đi em. Em đi nha. Sao à? Dạ. Sao? Dạ. Chị coi đóng cổng lại nghe. Sao? Dạ. Cái gì mà sao sao hoài không ấy nữa. 2-3-4 năm xong kêu. Sao sao? Biểu ra đóng cổng mà cằn nhằn cái gì đó. Cô thích ngủ sao mà ngáp dài ngáp vắng vậy chứ. Ba cái tiểu thuyết đó biểu đem đi đốt hết đi. Đàn bà con gái mà cứ mê tiểu thuyết trữ tình lãng mạn có ngày... Có ngày sao cậu? Có ngày giống y như Thị Màu chứ sao? Thị Màu là sao cậu? Trời ơi! Hỏi đố tôi nữa hả? Trời ơi! Ghê ông không biết hỏi chứ. Ờ, sao mà cậu nóng sản vậy? Tôi sợ chị hư hại cuộc đời giống như Thị Màu không chồng mà có chữ quan đó biết. Ê, trời! Trời ơi! Cậu suy luận cái gì mà nghe ớn lạnh vậy? Trời ơi, từng tuổi này mà còn để chưa bị sao được chứ. Ai biết, 70 chưa gọi là lành mà. Thôi, ra đóng cổng lại đi. Trời ơi, tự nhiên cái kiếm chuyện nói xấu người ta. Ở đó thì cũng phải có cái giờ nghỉ ngơi riêng tư của người ta chứ. Có dài 300 tiểu thuyết mỏi mắt đang ngủ, ảnh hưởng gì tới ba cái chuyện đó mà cũng cấm cũng cản người ta nữa. Dạ chào. Ai á? Dạ tôi. Dạ thưa thưa chị, tôi kiếm không có kiếm ai hết á. Tính ra để cho tôi đóng cửa màu lên. Nhà ở đây miễn tiếp khách lâu rồi. Chị làm ơn cho tôi vô trong, tôi có chuyện.
gặp chủ gia. Tôi nói chủ nhà này hãy có tiếp khách đâu, đừng có làm phiền tôi nữa, biết không? Tôi đang có chuyện không muốn gặp ai hết. À, nói vậy chị là chủ nhà chứ gì? Không, 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 tôi không phải chủ nhà ở nợ, có được không? Chị không phải chủ nhà, chị là ở đợ hả? Ừ, ở đợ rồi sao, muốn gì? Dạ đâu có muốn gì, tôi muốn gặp chủ nhà, chứ gặp ở đợ làm gì. Bây giờ chị cảm phiền cho tôi gặp chủ nhà chút đi, tôi có chuyện cần mà chị. Nhưng mà tôi không có cho vô, mấy người làm gì tôi? Dạ thì làm thì đâu có ai dám làm gì chị đâu. Chị cho tôi vô đi chị. Không. Chị khó quá. Không có coi. Trời ơi, thôi tôi không cười, tôi nói đàng hoàng nè. Chị cho tôi vô không? Không. Một lần nữa, cho không? Không. Không cho. Không cho. Trời đất ơi, hơi mệt. Trời quỷ thần ơi, làm gan hả bớ người ta ăn trộm, ăn trộm. Ăn trộm cậu ơi. Cái gì vậy sao? Cái gì mà lại ôm sợ người này vậy sao? Em đóng cửa cái thằng ăn trộm nó xô em té nó chạy vô nhà. Ăn trộm đâu? Ăn trộm đâu? Tên này hả? Dạ nói đó cậu. Chị nói đàng hoàng nha, tôi không phải ăn trộm nha. Tôi nói chị là tôi đi tìm người quen à. Không phải đâu, không phải đâu, nó là ăn trộm đó, còn có chân nó đó. Vô làm công chuyện đi, để tôi tính nó cho. Dạ dạ. Đi vô. Dạ. Cho mày hết làm tàn với tao. Còn mày nữa, mày gan quá mày. Mà ngay bằng mặt dám vợ ăn trộm hả? Dạ, dạ, tội nghiệp em mà. Dạ, tại em quen... Quen gì ai? Bộ đồ của mày đủ cho người ta biết mày thuộc hạng người nào trong xã hội rồi. Mày muốn ẩm radio hoặc máy vậy mày? Dạ, tôi đâu có ẩm gì đâu. Tôi ngán khám lắm rồi ông ơi. Mày làm nghề gì? Dạ, không nói giáo gì. Hồi trước tôi làm nghề... móc túi. Móc túi nên ở tù phải không? Không. Tôi bỏ nghề tôi mới ở tù. Cái gì? Bỏ nghề móc túi mà bị ở tù? Vậy mới ngộ. Tôi bỏ nghề móc túi để gia nhập tổ chức đó chứ. Tổ chức gì hả? Dạ tổ chức thổi xe gắn máy. Mới làm ăn chưa đầy tháng thì bị mấy thầy phú lích thổi vô khám rồi. Bây giờ mày tính tới đây thổi cái gì đây mày? Cũng vậy à. Không có. Dạ. Vậy chứ bây giờ mày mang cái xác này tới đây không để ăn cắp thì để làm cái gì? Ông đừng có đánh giá thôi. Tại tôi nghèo, tôi bận áo rách vậy thôi. Chứ đâu phải người nào bận áo rách là người đó ăn cắp đâu. Mấy người mặc áo lành cũng như ông, có khi cũng ăn... Ăn cái gì mày? Ăn bánh, ăn bánh. Mày nói dòng do một hơi mày xuống bóp bây giờ nghe mày. Tôi đâu có nói dòng do. Ông cứ đề quyết tôi là thằng ăn cắp. Nhưng thật tình tôi đi kiếm người quen mà. Mày kiếm ai? Mấy người ở của tao không ai biết mày hết. Dạ tôi kiếm ông chủ nhà này. Cái gì? Ông chủ nhà này quen với anh à? Dạ không, quen với người ta. Người đó ở đâu? Dạ ở nhà. Vậy cho anh biết ông chủ nhà này tên gì không? Mặt mày ông ra sao không hả? Dạ tôi không biết mặt, nhưng tôi biết tên. Ông tên Triết. Triết phải rồi. Ông Triết là chủ nhà này. Còn tôi là xin lỗi anh nghe, anh quen với nó mà tôi không biết. Dạ ông Triết là giáo sư. Ông đi dạy từ đúng rồi. Nó đi dạy từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi mới về lận. Còn tôi đây là tôi là anh vợ của nó. À, anh vợ à? Nè anh nè. Dạ. Người ta sai anh đến gặp ông Triết có chuyện gì nói cho dạ nghe. Ông là anh vợ của ông Triết phải không? Mà có gì không nói lẹ nghe coi. Dạ ông anh vợ thiệt phải không? Trời ơi, tôi sợ cái gì anh mà tôi nói láo. Cái thằng Triết nó là chồng của con Hà. Đúng rồi, đúng rồi, chồng của Hà. Là bà Xuân Hà đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi tin anh rồi. Có cái thơ. Thơ hả? Dạ, để coi đâu. Đây. Kính gửi bà Xuân Hà. Đúng rồi, cái này. Đưa tôi, đưa tôi.
đâu đâu có được. Tao phải gửi cho ông. Nhưng mà tôi có quyền coi, anh biết chưa? Đâu có. Thơ riêng của người ta mình phải lễ phép chứ. Bây giờ tôi phải ở đây, tôi đợi bà Xuân Hà về, tôi đưa thơ cho bà Xuân Hà. Sao à? Dạ. Nè, chừng nào thấy xe cô Bay về á, cho ta hay rồi ra mở cửa nghe. Ông đóng cửa rủi ông Triết về, làm sao tôi đi? Anh đi đâu có kịp nữa. Ông vô nhà rồi. Và bây giờ ông đang đứng trước mặt của anh đây. Hả? Tôi là Triết. Giáo sư Triết là chủ nhà này. Trời là ơi. Người có quyền tha hay giết anh đó. Trời ơi, sao ông hại tôi chứ vậy? Nãy giờ ông nói ra thì tôi đâu có đưa cái thơ. Trời ơi, kiểu này trời ơi, sao tôi ngu thiệt là ngu gì nè. Nếu muốn yên thân thoát được nơi đây, anh hãy đưa thơ của ai gửi cho Xuân Hà. Anh chớ nên giỡn đùa với tôi lấy phép gì ở đây. Cái chuyện này là chuyện bí mật mà tôi để bật mí rồi. Cũng tại vì ông đối với tôi không có quân tử chi tâm. Đồ quân vô học, bóc tôi kiếm ăn mà cũng phải đặt sổ nhỏ. Nếu anh không đưa lẹ cái thơ thì tối nay anh ngủ bót như cho vui. Ông muốn sao cũng được, ngủ bót thì có hơi lạnh thôi mà. Tứ hải thiên gia thân tôi mặc kệ ở đâu cũng huynh đệ. Cái gì? Anh muốn liều mạng hả? Đưa thơ không? Nếu không đưa sao không đưa? Chết mày đó. Ê đừng nghe, cái gì từ từ nói nghe, không có làm bậy. Ê không có làm bậy nghe. Giờ sao ông muốn sao đây? Đưa đây. Đưa thơ hả? Tao bảo đưa đây. Từ từ. Mày làm gì? Đừng làm bậy. Khoan nè, thơ nè phải không? Đưa đây. Khoan để tôi dò lại. Chi vậy? Dò. Nhào vô đi. Đó. Ông nhào một cái tôi bỏ ông họng tôi nuốt. Đó. Tôi nuốt ra. Nhai nè. Nè. Mày mà nuốt còn móc họng mày ra đó. Trời, tôi nuốt thiệt rồi trời. Trời ơi. Cái thơ đâu? Nuốt rồi. Tao móc họng mày nè. Móc cũng không còn. Trời ơi, tao hỏi cái thơ đâu? Tôi nuốt rồi. Thôi mà. Đừng có giỡn nữa mà. Nếu mà anh đưa thơ cho tôi ha, thì tôi thưởng anh liền. Thưởng hả? Nè, còn gần 500 đồng nè. Phải không? Anh lấy đi. Chắc không? Đưa thơ đây. Vậy thì bắt đầu còn đấy nè, đâu có nuốt. Giờ đưa đây. Rồi, đưa tiền đây. Đây, bà truyền qua. Cái đó. Trời ơi, cái này là giấy mãn tù của anh chứ thơ gì. Trời ơi, trả anh nè. Đây, lấy lộn. Nó vậy thơ đâu rồi trời. Đây, cái thơ này. Để coi có phải không nha. Kính gửi bà Xuân Hà. Đúng rồi, nè, đó. Đưa cho tôi. Đấy. Thưa bà Xuân Hà, nói cho hợp lẽ, tôi phải mời hết hai ông bà. Nhưng sợ rằng sự mời của tôi làm cho ông khó chịu về cuộc gặp gỡ sẽ tới, nên tôi mạn phép cho mời riêng bà đến địa chỉ mà người mang thơ này sẽ chỉ dẫn. Trời, còn mời riêng nữa. Tôi sẽ đợi bà đến 5 giờ. Tôi mong rằng sự gặp gỡ này sẽ không làm tổn thương hạnh phúc gia đình của ông Triết và danh giá của bà. Trời ơi trời, tổn thương quá chứ tại sao không tổn thương. Sao giờ sao? Bây giờ là 4 giờ 55 phút rồi. Anh ơi. Ông Trung là bạn tù với anh hả? Ừ, ra ăn lượt. Vậy tại sao ông không lại đây? Lại sao được, gãy nửa giò rồi xong lại. Bây giờ vậy nghe. Anh dẫn tôi lại gặp ông được không? Đi khơi khơi. Dẫn khơi khơi. Được rồi, tôi hiểu ý anh rồi. Tôi sẽ cho anh thêm 5,000 nữa. Mà khoan đã. Tên anh là gì? Dạ, không nói. Xứ sở anh ở đâu? Rồi, tôi sẽ kể hết cho anh nghe. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Toàn. Nguyễn Hoàng Toàn. Sinh năm 1926 tại Trắc Đào, Long Xuyên. Con của ông Nguyễn Hoàng Hảo và bà Lý Thị Ngọt kiểm tra số. Thôi. Tôi chứ ông cò sao mà anh khai cặn kẽ vậy? Dẫn tôi lại gặp ông Trung. Sau đó tôi sẽ cho anh thêm tiền về xứ. Như vậy là tôi thành ra tôi phản bạn. Tôi có làm gì ông Trung đâu mà anh gọi là phản. Tôi nói chuyện một cách đàng hoàng. Tôi hứa
tôi bảo đảm với anh không có chuyện gì xảy ra hết. Được, tôi sẽ dẫn ông lại nhà, nhưng mà ông vô, tôi không vô nha. Tôi đi luôn nha. Được, 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 được mà. Vậy thì đi. Chị Sáu ơi. Dạ. Cô có về nói tôi có người quen ở dưới xứ Kiếm. Đi một chút có tôi về liền nha. Dạ. Trời ơi, người vậy mà cũng nhận người quen với xứ. Chị Sáu ơi, chị Sáu. Chị Sáu ơi. Trời ơi, nữa sao nữa. 7, 8, 9, 10 sao không kêu cái nhà sáu kêu hoài vậy trời. Chắc chồng kỵ 2, 3, 4, 5 còn vợ kỵ 7, 8, 9, 10 quá. Chị cằn nhằn cái gì vậy? Thầy đâu? Ngủ rồi hả? Dạ không có. Ờ, vậy thầy đâu? Có người tới nói gì đó không biết nữa. Rồi thầy đi rồi. Biểu cô về nói thầy đi kiếm người quen ở xứ lên. Nó bệnh mà nó đi đâu vậy cả? Người quen ở xứ Kiếm thăm mà đâu phải kiếm thăm. Nó kiếm nó thăm người ta mà. Chắc anh giận con á. Giận cái gì? Thì anh bệnh mà con bỏ đi. Đi với ba má chồng, với mẹ ruột ăn tô phở báo hiếu mà giận cái gì? Phở ngon thiệt hả bà? Hey, thằng nhỏ đi không lo, lo phở. Nó chơi cho tôi biết hiện giờ nó ở đâu rồi. Ở đâu? Thì ở không nên kiếm đường đi quậy. Thằng nhỏ bệnh mà quậy cái gì quậy? Giả bệnh đi quậy không được sao? Cái thuốc giải khuây cho thư giãn là đàn ông tôi hiểu quá mà. Nè, ông đừng có nói xàm cho vợ chồng nó xào xáo. Nếu không phải chỗ này thì còn một chỗ nữa. Ở đâu? Ông dẫn tôi đi liền bây giờ đi. Anh ở đâu ba? Nó đi lại đằng bót cảnh sát. Người ta giữ nó đặng chơi đâu. Cái bệnh cà rỡn của ông sao không bỏ? Tôi với ông lại đằng Năm Hiếu coi nó có ở đặng không. Đi. Tuân lệnh. Ông này sao kỳ hết sức à. Hà. Dạ. Ba với má lại đặng. Như có nó thì thôi. Còn không á, ba má kiếm một vài chỗ nữa. Con đừng có đi đâu nghe. Sài Gòn này kỳ khôi quá. Chồng vợ gì đâu mà bỏ nhà đi hết. Chị Sáu à. Sáu ơi. Trời ơi. Làm gì mà kêu hoài vậy không biết nữa. Hết chồng tới vợ, hết vợ tới chồng. Tới chừng công chuyện làm chưa xong đè đầu ông Sáu này ra mà chửi à. Sáu? Ai chửi chị? Chị than thở gì? Hồi nào tới giờ tôi có chửi chị đâu. Cô thì không có chửi, chứ thầy thì chửi hoài à. Thấy người ta nghèo đi ở đợ mà không thương ở cái kiếm chuyện, ở cái kiếm chuyện xài nặng à. Thôi đừng có khóc mà. Ai kiếm chuyện, ai xài nặng chị, chị nói nghe coi. Thầy chứ ai nữa. Thầy. Chứ sao. Tự nhiên cái nói người ta thị màu. Nãy giờ suy nghĩ đó nha. Suy nghĩ rồi tôi thấy xài nặng tôi lắm á. Nên tôi nhất định hết tháng này tôi xin nghỉ đó. Sáu à, ta là về quê bắt ốc khai rau mà không có ai nói nặng trơn đâu. Rảnh rang đọc tiểu thuyết giải trí chơi thầy cũng mắng á. Có chừng có chữa. Trời đất ơi, cô nghĩ coi cứ bị người ta đàn áp mày. Tề vui vẻ gì đâu mà làm ngoại cho người. Cô nhớ lại đi từ hồi về ở đợ nhà cô, em có hẹn hò cứ rủ rê là người hư hỏng, sĩ diện em mất rồi thì còn hơn.
định rồi đó. Em nghĩ đó, em không làm nữa đó. Sáu à, đừng có giận. Thầy nói vậy là thầy lo dùm cho Sáu nên khuyên vậy thôi, chứ không phải nói nặng chị đâu. Thôi đừng có giận thầy nữa ha. Giận chứ, không giận sao được. Tự nhiên cái xét cái thể diện của người ta ra, cái thầy già dưới đất ở đời cũng có giá trị của ở đời chứ. Thầy muốn nói sao nói sao. Thôi được rồi, để tôi đền lại cái thể diện cho. Bắt đầu tháng này tôi lên lương cho chị ha. Đừng có đòi nghỉ mà không có ai làm cho tôi á. Chịu không? Biết thương ta như cô vậy mới phải chứ. Ừ, thấy Sáu vui vậy tôi yên tâm á. À Sáu à, người ta lại kêu rồi nói sao là thầy đi vậy? Ờ tôi nghi á, không phải người quen đâu cô. Vậy chứ làm sao? À thầy kêu đóng cửa. Tôi bước ra cái, trời, tôi thấy có một người mặc bộ đồ đen đứng nốt. Trời ơi, tôi hỏi ai? Thầy bước ra, thấy thầy bước ra cái người đó thọc cái tay vô, cái rút ra. Chết, rút cái gì? Rút mà không biết rút cái gì nữa. Lúc đó đứng ở cửa đây nè. Cái gì vậy? Im im, có ai kiếm á? À, chị ra hỏi có ai kiếm đó. Dạ à, bạn dạy một trường với thầy á. À, chị mời vô, cô có chuyện gì? Dạ. Thưa cô, chị vào trong đi. Dạ. Chào bà. Chào ông. Mời ông ngồi. Cảm ơn. Ông bị tật ở chân. Té. Thấm thoát mấy năm rồi? Dạ 8 năm 1 tháng 14 ngày. Nhanh quá. Ngồi trong tù thấy lâu. Ông đến đây có chuyện gì? Dạ trước là để viếng thăm ông bà, sau để hỏi thăm về con của tôi. Ông thương nó sao? Theo tôi thì ông không có lý do gì để nói rằng mình thương đứa nhỏ hết. Chắc ông cũng biết như vậy chứ. Bà cho tôi xin miếng nước. À xin lỗi. Cho nước uống chị Sáu ơi. Dạ. Tôi xin nói thiệt với ông. Một là tôi có chồng. Chồng tôi lại không thích tôi nói chuyện với một người đàn ông trong khung cảnh như thế này. Hai là đứa nhỏ. Tôi coi tôi có quyền không cần cho ông biết một điều gì về nó hết. Chào bà. Chào ông. Trước khi đến đây, tôi vẫn lo cho bà còn oán trách tôi. Nhưng tôi lầm. Không phải bà oán trách mà lại là căm hờn. Đúng. Tới bây giờ tôi vẫn còn hình dung được cái dao rọc giấy gớm ghiếc của ông. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt xanh xao của anh Giang tôi. Và nhất là vì mất đứa con trai độc nhất, vì con gái chữa quan, má tôi khóc, khóc mà mù hai mắt rồi. Ông đi đi, tôi không muốn tiếp ông nữa.
tôi sẽ đi. Trước khi đi, tôi xin bà hãy rộng lòng cho biết, ngoài 8 năm giam mình nơi lao ly, ngoài những đêm dài bước sức ăn năn, tôi phải làm chi để xin lại chút cảm tình của người yêu cũ đã căm hờn tột độ? Hay là tôi phải quỳ xuống đây để xin một lời tha thứ? Dù đã đem tâm thân trả nợ bằng 8 năm lao khổ ở trong câu chuyện 8 năm qua lại có một ảnh hưởng vô cùng to lớn. Phải chi tôi biết trước cảnh này thì sau khi tuyên mạng hàng lưu đài, tôi đã xin lập nghiệp suốt đời ngoài cô. Nói là nói, chứ ông ở ngoài làm gì? Có về trong này, ông có biết giá trị một nhát dao của ông chứ? Dân, giá trị một nhát dao bây giờ tôi đã biết, nhưng có điều chưa chắc là tôi còn học thêm. Quán thù không bao giờ chết, mà tình yêu thì không sống được lâu bền. Trùng dưới luôn xanh ngát một màu xanh, những ngón tay dành chỉ biển chỉ trăng vẫn no tròn như thuở trước, môi hồng ấm ướt để cho người sao còn hướng được những lời ô yếm tuổi thanh. Đối với một người yêu đã có chồng, mà nhất là không phải người ta phụ bạc ông. Người ta đã trao cho ông tất cả, nhưng vì trao tất cả nên ông coi tình yêu của người ta là hèn hạ. Ông mơ tưởng những gì trong sạch thanh cao, khi biết tôi mang thai nghe, ông lại chần chờ trong việc cưới xin. Ông thừa thông minh để biết rằng lưỡi dao của ông có thể làm tan nát một gia đình. Vậy mà ông vẫn coi thường khi sử dụng. Tình nghĩa không tồn, sao lại đổi chi thù quan? Chẳng thề trước sau vẫn ngọt, trùng dương luôn xanh ngát là để mai. Ra tôi đến đây không phải tìm lại chút yêu thương cũ, mà giả thử ông có tiền cũng không có đâu. Tôi đến để tìm một chút lòng nhân đạo, cái đó có không? Hằng ngày tôi lên non đông bụi, nhìn biển cả mênh mông sóng ban đầu hay mà nhớ đến tuổi xanh ngày thêm tàn, nghĩ càng thương cho người yêu
mộng tình gian dở còn mang một bào thai. Mong rằng sự can đảm sẽ đưa người vượt qua đau khổ. Và đứa bé kia dẫu xa đời trong tuổi hồ, nhưng mà nơi góc bể chân trời, ba nó hằng trong có ngày tự đảm đương để nuôi nó nên người. Như vậy ông đến đây là vì nó, chứ đâu phải vì tôi. Nếu vì bà cũng không được, cũng không ai biết cho tôi. Còn lương tâm ông? À quên, nếu ông có lương tâm. Nếu tôi có lương tâm thì tôi không gặp bà trong cảnh này. Nào nhục nhã, nào chiến tan, cùng những lời nguyền rủa của thân nhân và sự đuôi mù vì khóc than của người mẹ quá. Nếu không nhờ người ta giúp đỡ thì con của ông đâu còn sống. Dẫu là người dưng nước lã, nhưng người ta chung toàn sự sống của chúng tôi. Cho đến khi tôi thành gia thất, nhờ đó mà ở cuộc đời héo hết, người ta mới tìm được trong nước mắt những nụ cười. Có lẽ người yêu tôi là chồng tôi bây giờ, còn người ta có thể sẽ là em rể của tôi. Ông nhớ con Hải năm nay nó đã 21 tuổi rồi. Bà có thể cho tôi biết địa chỉ để tôi đến tạ ơn người ta. Nhưng trước đó xin bà vui lòng cho tôi gặp con tôi. Nếu tôi không lầm thì hiện giờ nó ở với bà ngoại. Phải, nhưng ông đừng đến đó. Đến con Hải nó sẽ giết ông. Nó đã thề độc lắm rồi. Khi người đàn bà cấm hờn thì ghê gớm thật. Cảm ơn bà. Tôi cảm ơn bà đã cho tôi biết trước. Nhưng nếu tôi có chết đi thì chỉ là một mạng đối một mạng người. Dĩ nhiên là con tôi sẽ không biết đâu. Nhưng mà khi nó trưởng thành nó sẽ hài lòng. Khi biết rằng ba nó chết vì tiếc và thăm con. Chào bà. Ông dừng lại, tôi cấm ông. Nhưng bổn phận làm cha cho phép tôi. Ông không phải là cha của nó. Bà cũng chưa hẳn là mẹ. Bà vô cảnh gia đình, con của bà phải chịu mồ côi. Chào anh Trung. Chào anh. Có chuyện gì mà hai người dằn co? Còn anh muốn đi gấp hả? Thôi chứ thôi mà, vô ngồi chơi. Ngồi chơi mà anh. Dạ. Không, tôi không muốn tiếp ông ở đây. Vậy chứ tiếp ở đâu vậy? Nhưng em không muốn tiếp anh. Anh nào? Ông Trung. Lạ hùng. À Trung, ngồi xuống đây. Ngồi xuống anh. Mà nước qua vậy ha? Nước rót hồi nãy á. Cho ai vậy? Cho ông Trung. Trời đất ơi, vợ tôi chu đáo quá trời quá đất vậy đó. Anh Trung, uống nước anh. Cảm ơn. Anh về hồi nào vậy ha? Dạ hồi sáng này. Về hồi sáng này? Tôi biết mà. Anh về tới đây thế nào anh cũng tìm tới anh thăm. Thăm tôi. Chúng ta là cố nhân mà phải không? Vâng, là cố nhân. À, cố nhân. Hồi 8 năm trước, khi còn ở cạnh nhau, chúng ta vẫn từng gặp mặt nhau. Ông nhớ không? Mỗi lần tôi đưa... Nhớ chứ. Ông bà mấy cháu rồi? Chưa có cháu nào hết. Mấy năm rồi mà chưa có người kế tự à? anh họ hỏi nhiều quá. Hình như trán của ông đổ mồ hôi quá. Tiếc gì hồi nãy
tôi đến không có ông ở nhà. Thì có vợ tôi tiếp anh đủ rồi. Mai à, cũng may hồi nãy có người gửi thơ mời vợ tôi, nhưng mà vợ tôi đi vắng nên tôi phải thay mặt. Chừng lại tới chỗ hẹn thì không có ma nào hết, như là ma vậy đó. Ai gửi thơ mời em? Hầu nước. Uống nước đâu? Uống anh. Dạ cảm ơn. Ông có bệnh gì không mà rung quá vậy? Đâu có rung gì đâu. Chắc ông không được khỏe lắm. Xin lỗi, nếu ông bà cho phép thì ngày mai lối 4 giờ tôi xin được hân hạnh hầu chuyện ông bà tại đây. Chào ông bà. Ê, anh Trung! Anh Trung à! Anh Trung! Người ta đi để người ta đi, anh còn mời trở lại làm gì? Người ta đi để người ta đi, anh còn mời trở lại làm gì? Thì mời lễ độ như vậy còn tốt hơn là níu kéo chứ. Anh nói vậy tội nghiệp cho em. Em cản không cho hắn lại đằng bé Phúc. Tôi có nói gì đâu mà tội nghiệp chứ không tội nghiệp. Tôi chỉ tiếc rằng sự có mặt của tôi là không đúng lúc lắm. Đáng lẽ để em cản không cho hắn lại đằng bé Phúc để cuộc nói chuyện xong đôi. Nó vẫn còn tiếp tục lâu hơn. Xin lỗi tôi đã vô tâm. Ông hay nhà có cách của em. Nói thiệt, hồi nãy nếu hắn có nói một câu nào chạm tự ái em giết hắn liền. Chạm tự ái chỉ mất thì giờ, còn thiếu gì tiếng ngọt lời ngon. Nghĩ hắn cũng vậy. Phải chi hắn nói khích một câu đi được chết trong sự sung sướng. Vì khi người ta yêu quá nhiều, người ta mới căm thù nhiều chứ. Nhưng đó chỉ là dĩ vãng. Dĩ vãng đó nuôi dưỡng cái hiện tại này. Tôi biết tôi hèn lắm. Tôi hèn tôi mới không nuôi bé Phúc trong nhà này. Là vì tôi không muốn em nhớ tới chuyện cũ. Và lại em biết đó, tôi không phải là Thánh. Thái độ đó là em khinh dễ tôi. Lòng khinh dễ tới bây giờ mới có dịp bộc lộ. Chính em tự ý để bé Phúc cho má nuôi. Vì em yêu anh, em mới không tròn bổn phận làm mẹ. Em khinh em không đủ, sao lại có quyền gì khinh anh? Anh nói làm em khổ lắm. Thôi con ơi, khóc lóc làm chi cho tôi thêm bực. Tôi đã được người ta đóng kịch để tôi coi. Em đã hết lời, chẳng biết phải làm sao. Để vợ chồng còn tin tưởng được nhau. Thì đây, mặt cớ rất rõ ràng. Cô đừng mong qua mắt được tôi. Người ta gạt ra khỏi nhà để cho hai người tự do trò chuyện. Khi hắn đòi đi, cô còn chữa chịu cho. Nếu hắn đã giết thơ, sao còn lại đây làm vuông? Anh suy nghĩ lại thôi, em không hề có tội. Ai mà bắt tội được ngay, chỉ cần tự xét lấy thân. Anh biểu em xét gì nữa bây giờ? Hắn là một thằng vô giáo dục, luôn luôn làm cho em khổ sở. Còn cô, cô là một người có giáo dục, cô còn làm cho tôi khổ sở hơn nữa nè. Cô tiếp chuyện với người tình cũ trong nhà khi tôi vắng mặt. Còn nữa,
Ăn đi cô không cho nó đi luôn đi. Cô còn kỳ kéo nó lại. Tôi về cái cô giá vợ. Tôi không muốn tiếp ông ở đây. Dở quá. Tôi nói thiệt đó. Cô đóng kịch dựng về quá. Không tiếp ở đây tức là có thể tiếp một nơi khác. Mới đầu gọi hắn bằng ông. Qua câu thứ hai cái gì? Cô đổi lại bằng anh nghe ngọt sớt à. Tôi hiểu. Tôi biết mà. Bởi vì trong tiềm thức của cô chưa dứt khoát được cái tên Trung đâu phải không? Những câu của anh làm em khổ sở lắm rồi. Anh ơi, nếu chưa dứt khoát được thì đó chỉ là một ám ảnh, chứ đâu phải là một sự nhớ thương. Trước kia là yêu thương, bây giờ là thù hận. Kỷ niệm xưa đã phai dần trong tâm tưởng. Ngày nay em chỉ biết giữ sao cho tròn bổn phận. Đâu bên đục hay trong chẳng qua là số mạng của con thuyền. Em nói với anh cũng đã cạn lời. Nếu anh thương thì em nhờ, ghét thì em chịu. Đã là vợ chồng mà anh cố tình bắt bẻ từng tiếng từng câu. Quả là tay bay quả gửi, em thiệt tình trong lời ăn tiếng nói. Còn chồng em thì cứ mãi tìm những câu có thể làm cho vợ tan sự đầm ấm mấy năm dài. Tại sao cô cho rằng cô thiệt tình trong lời ăn tiếng nói, còn tôi thì cứ mãi tìm câu này câu kia? Cần gì phải tìm, con bò sắp mọc sừng gặp gốc cây nào nó cũng hốt cả. Cô Hà, người ta tưởng đâu nó hành mau, chớ thật ra là nó đầu. Tôi cũng vậy, đó là một phản ứng tự nhiên của kẻ sắp mọc sừng. Thật chung muốn tìm con là quyền của nó, còn nó có bắt được bé Phúc hay không là quyền của cô. Nhưng mà thiết tưởng ngày nay cô đã thành gia thơ, chị Hải sắp có chồng ba thì mù lòa già yếu. Bé Phúc gặp cha là một điều hân hạnh, cô còn giữ lại nó làm chi, hay là cô sợ rằng đi kỷ niệm cuối cùng đã mất thì người xưa cũng mặc mà lòng cô thì chưa muốn dứt sợi tơ buồn. Được, em sẽ làm theo ý anh. Em đến nhà ông Trung mời y lại để giao bé Phúc. Không, cô không được lại nhà của nó, để từ nó tới. Rồi má với con Hải có quyền gì trả bé Phúc cho người ta? Tôi sẽ lại nhà của thằng Trung. Tôi đã tới đâu nãy rồi, hắn vẫn ở trong nhà cũ, bạc lưỡi xưa vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ hắn vẫn còn tiếc thương những kỷ niệm đã lâu đời. Kể ra hắn cũng là một bậc sang giàu, bỏ tiền để mua đất căn nhà, muốn một người tớ giữ gìn 8 năm. Kể từ nay bé Phúc có thể yên thân,
sống tròn bốn phần thì nên giao hành coi để má giới, vì hãy bớt đi sự lo lắng trong gia đình. Tình thiệt anh muốn như vậy đó hả? Vì cái tình dối à, như vậy là hợp lẽ lắm rồi. Sáng mai tôi sẽ tới nhà y cho y hay. Không, anh đừng tới đó. Cô đổi ý rồi à? Tôi đâu có đổi ý. Hôm nay tôi chỉ nói thử anh việc đó thôi. Chứ bất cứ một người mẹ nào có lương tâm, dầu không nuôi con tròn vẹn, nhưng cũng còn gần gũi để chăm nom. Không thể tự dưng bồng con cho người khác, dẫu là cha ruột nó. Tôi không thể vì ai mà cư xử một cách điên cuồng. Ba năm nay tuy sinh cũng đã quá nhiều, bây giờ tôi thiết nghĩ anh cũng đừng không phải là một đòi hỏi, nhưng là một cách xử sự nhân đạo. Thứ nhân đạo giả hiệu, bên trong là lòng ích kỷ, ghen tức. Anh muốn thanh toán cả tình mẫu tử của chúng tôi. Bây giờ cô còn nói tôi vậy phải không? Phải. Tôi có dịp trông thấy sự ti tiện hèn hạ của anh rồi. Nên cô nghe đi, cô bước ra khỏi nhà tôi ngay. Anh khỏi đuổi. Khoan đã. Bây giờ tôi cấm cô bước ra khỏi cửa đó. Anh là một người bất nhất, trẻ con. À, để tôi đi. Cô nghe nè, tôi khẳng định là tôi không cho cô đi. Nhưng tôi đi. Trời ơi, con làm gì đó con? Dạ, con đọc sách. Ơi, xui gia, không lẽ người ta mời mà mình không đi. Thiệt, hồi nãy tao buồn ngủ quá đi. Má, phở ngon thiệt hả má? Con ăn một tô rồi, muốn ăn thêm một tô nữa. Mà thấy chị ba chỉ thôi, thôi con cũng thôi luôn. Con gái ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Nói ra là thấy tụi bay tính chuyện ăn cho cố không à. Anh ơi, nói 9 giờ anh về dẫn con đi ăn nữa đó. Thằng Thành hả? Dạ. Dẫn đi ăn gì ạ? Phở Tây Hồ. Má đi ăn phở nữa? Dạ. Sao bây giờ người ta thích phở quá vậy cả? Chứ hồi trước đâu có. Nói gì nói nghe, tao ăn hủ tiếu lại thấy ngon hơn phở à. Trời ơi, hủ tiếu á là của người Tàu, còn phở là của người Việt. Má tin đi, tới một ngày nào đó ha, hủ tiếu chết, còn một mình phở không à. Chừng đó nghe, má muốn ăn hủ tiếu không có đâu. Tao sợ hủ tiếu chết sao cháu chắc của tụi bay nữa chứ. Tao nghe nói hủ tiếu có từ đời ông Tần Thủy Hoàng lận. Tới bây giờ là mấy ngàn năm mà hủ tiếu vẫn sống nhăn. Cũng dài cọng rau, bánh thịt lèo, giống hết ngày xưa chẳng có gì thay đổi mà vẫn sánh vai. Vì hủ tiêu rẻ tiền, nước lèo thì bỏ bột ngọt, trời ơi không bỏ bằng xương bò. Bây giờ người ta bày đặt ra thêm nát tôm cua rồi người ta sống nhớ tiêu đại là hủ tiêu năm gian hoặc là hủ tiêu mỹ tho. Bởi vì nó sắp chịu thua nên phải cố mà bài vẽ thêm ra. Cái gì qua tay người Việt là trở thành thích hợp. Nãy giờ nó cãi với tao, chỉ có phở là nhất hạng, tao cãi gần không lại. Sao anh nói lối 9 giờ mới về? Thì nói phòng hờ, để nói sớm mà về trễ em lo làm sao. Đi bây giờ chưa? Nó đói bụng lắm rồi đó.
Thành à. Dạ. Nãy giờ nó cứ mơ tưởng tới phở Tây Hồ hoài ha. Nên hai mẹ con mới cãi về phở với hủ tiếu đó chứ. Thưa bác, chút nữa con về thay đồ rồi mời bác đi thử phở, quán phở mới cho biết ha. Thôi, bây có đi thì đi đi. Bữa nay tao no hơi rồi. Con Hải In nhà nó cũng bệnh nữa đó. Em bệnh gì vậy? Bệnh bao tử. Trời. Để em ăn không no. Bao tử nó làm như là muốn ăn nữa vậy á. Bộ anh chưa về nhà sao? Chưa. Anh ghé qua chợ mua kẹo cho bé Phúc. Bé Phúc ngủ rồi. Hôm rày lâu lâu nghe nói mày đi Bến Cát. Đi chi mà đi hoài dở trển vậy? Dạ, cháu đi thương lượng để bán sở cao su ở trển đó bác. Bị ông già cháu mất, công việc làm ăn bề bộn quá à. Mình cháu coi sóc không có nổi. Phải chi... Phải chi làm sao? Phải chi anh Giang còn sống, chắc là anh cũng giúp đỡ anh nhiều lắm á. Thôi đừng nhắc lại nữa. Nó đã mất rồi. Sự sản tao cũng tiêu tan theo. Cho tới cây dao. Mày nhớ cây dao đó không Hải? Dạ nhớ chứ. Cây dao lâu đời hết sức. Tới cây dao nó cũng biến mất. Bác nói thiệt, nếu không nhờ cháu giúp đỡ thì có lẽ ngày nay bác không còn ngồi đấy nữa. Quần cốn nạn mà. Tao mà sáng mắt gặp lại nó, tao chém nó thì đá nơi giận của tao mà. Thưa bác, cháu cứ cho rằng các buổi thời gian đã chất chồng tám năm qua, sự oán hận của ngày xưa nó đã trôi xuôi như nước nguồn về bến rộng. Kẻ làm nên tội chắc họ đã ăn năn bằng một bài học tám năm tù giam. Với tuổi già bác nên vui vẻ với các con, khơi lại dĩ vãng buồn thương. Anh thứ tha vì anh là người ngoại cuộc, chưa tận nhìn xác anh Giang đậm cả máu. Người chết rồi tạm gọi là yên tâm, kẻ sống còn phải lo báo hận. Anh khuyên em mở lòng bác hãy dĩ tha, quan gia nên mở công nên buộc ràng. Vì ngày nay kẻ đã gây nên tội, họ phải bị luật pháp nghiêm trừng. Nhưng vẫn em còn sống tới ngày nào, không bao giờ em quên được mối thù kia. Chúng ta cũng sắp thành hôn với nhau. Bé Phúc thì có anh. Anh thương em và anh thương nó. Dù sao cũng vì nó, nhờ có nó mà anh và em mới gặp nhau. Đáng lẽ em nên lấy việc vui này để bù đắp lại nỗi buồn kia mới phải. Vả lại ngày nay chị hai đã vui bề gia thất, hạnh phúc tràn trề chốn ngựa xe rộn rịp. Trong khi đó thì nơi ngàn trùng xa thầm, có người gục đầu trong khám lạnh để nhớ lại vì sao mình lâm cành lưu đài. Anh tưởng hắn quên tại sao hắn bị tù sao? Đã đành rằng hắn không quên, như có lẽ hắn sẽ nhớ không tròn. Và có lẽ hắn cũng không ngờ tình nghĩa ngày xưa đã bị lửa căm thù hoàn toàn thiêu quầy. Và kỷ niệm ái ân có còn chăng, chỉ là một mớ than hận cho thù. Cháu à, đàn bà họ dễ lạc lòng lắm, nhưng 100 người thì hết 99 người thù dai rồi. Cháu coi đó, bác chịu mất con, mất thể diện, mất cả ánh sáng nữa thì con cái không ước giùm cho bác sao được hả cháu?
thì mấy năm qua gió trùng dương chắc cũng sẽ lòng người tôi lôi. Sóng biển thì thầm trong muôn lời sám hối triền miên. Cửa sắt để lao đón nắng chiều le lối như quãng đời thanh xuân đang hấp hối suy tàn. Bác ơi, bác nghĩ coi, chiếc lòng son cần đêm. Con chim còn bỏ muốn chi con người phải giam mình trả nợ tám năm qua. Thôi, nó nói như vậy thì con cũng phải vui cho nó vui với. Vui chứ sao không vui má. Thôi, anh về tắm rửa rồi lại mời em đi. Thưa bác, cháu về. Làm con gái phải biết chữ nhu. Con à, mình phải biết chiều chồng không thiệt đâu con. Tánh hai chị em mới giống hịch vậy à. Đừng có thẳng thắn quá rồi gia đạo lại xào xáo nữa. Má chỉ còn có con đó là làm nở mặt nở mày má thôi. Con ráng giữ cho má nhờ nghe con. Giữ cái gì bây giờ? Giữ cái gì thì mày biết chứ hỏi cái gì. Con Hà hồi đó nó cũng... Chị ba. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Con Hà về đó hả? Dạ. Đi đâu về đó? Dạ con về nhà chứ đi đâu má. Ai không biết mày về nhà. Nhưng mày về có chuyện gì? Dạ không có chuyện gì hết á. Con về đây ở. Ủa? Má, tin là chị khóc vậy chị ba. Vậy chứ gì nữa mà không khóc. Tụi bay có chuyện gì rồi phải không? Mới nói đây là có rồi. Chuyện gì nữa đây? Má nghĩ coi. Anh ghen. Anh nói tầm bậy tầm bạ mà con không tức sao được. Con còn cái nước chết nữa là mới yên thân à. Nó ghen làm sao mà nó ghen cái chuyện gì chứ? Ghen mà cần gì phải ghen chuyện gì chứ? Ghen bóng ghen gió vậy đó hả? Nhờ gió nên bóng cây nó mới lay động rồi con chó nó mới sủa được chứ. Ở nhà quê hãy cốc nghiến răng là trời sắp mưa mà bìm bịp kêu là nước lớn. Không có chuyện gì mà tự nhiên lại xảy ra hết á. Bởi vậy khi chồng con có ghen tức vô vơ thì con nên tự xem mình ăn ở làm sao mà chồng không có tin tưởng. Để đến nỗi lời nọ tiếng kia làm cho xào xáo trong gia đình. Đàn ông thì họ rất là kỹ càng, khó chịu lắm rồi họ mới nói ra đó. Nghĩ kỹ ra có gì đâu mà khó chịu, đâu hôm dài anh cảm gió soạn thôi. Bóng con tự nó lại nhà, nó nói ba má chồng của con biểu đi ăn, anh cũng biểu đi cho má vui lòng. Tới chừng về anh lại này. Thôi thôi, phở hết ngon rồi. Biết vậy, hồi nãy chị ăn hai tô cho em nhờ. Về chi gấp cũng bị nạo như thường. Yên nè, mày con nít biết cái gì? Chớ đi ăn phở với ba má chồng mà cũng ghen. Thôi, thì thôi nhau phức cho rồi, chứ ở gì được. Con ngoại, mày có nín đi không? Chừng con về nó nói làm sao vậy? Anh nói đủ thứ hết á. Nào là lúc này con lơ là ảnh bệnh hoạn không biết lo. Lo gì? Hồi em lại thấy chị cầm chai. Ta biểu mày nín con nhỏ đó. Anh nói ăn mà lúc nào không ăn được. Phở nó có từ đời bà Trưng Trắc lận chứ mới có đây hay sao mà. Trời ơi,
Vậy chứ hủ tiếu đó có từ đời Tần Thị Hoàng lận, sao chỗ nào có hủ tiếu ngon người ta cũng tìm tới vậy? Thôi để cho tao tính. Hà. Dạ. Chuyện vợ chồng là cái chuyện trăm năm, đành rằng nó ghen như vậy là ghen bậy. Mày đi ăn với ba má nó tao nữa mà nó ghen cái nỗi gì? Nhưng mà cái đó chắc không phải là đầu dây mối nhợ đâu con. Má sợ con có cái gì không phải mà nó không có bằng cớ. Nhiều lần rồi nó sanh ra ấm ức, cho nên nó đụng đâu nó nói đó. Bởi vậy cho nên nếu quả thật lòng con trong sạch, con còn thương má, thương em gái của con, vì nó sắp có chồng rồi. Đừng để bên chồng của nó khi dễ nó. Con nên trở về gia đình đi. Ở đây má không có chứa đâu. Má không chứa thì con đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Con dắt bé Phúc đi tìm nơi sinh sống. Mày đừng có nói bậy mà. Mày đã chịu để bé Phúc cho thằng Thành nó nuôi rồi. Không có nó thì bé Phúc không sống tới bây giờ đâu. Mày không yên hưởng cảnh gia đình đầm ấm như mấy năm nay. Bây giờ gia đình xào xáo, mày tính nuốt lời hứa. Mày dắt thằng nhỏ đi hả? Mày có thương nó không? Có thiệt tình thương không? Trời ơi, tới má mà cũng bắt bẻ con như vậy đó. Nói gì người ta? Má có thương con không? Có thiệt tình thương con không? Tao không thương mày nữa. Mày bây giờ thuộc quyền của người ta rồi. Mày phải về nhà chồng của mày, để ảnh chỉ coi tao ra gì nữa chứ. Đồ khốn nạn, mày đã một lần làm xấu rồi, đừng làm xấu nữa mà. Thôi, thôi má à. Thôi, chị về đặng đi chị ba. Má, con là con của má. Con đã làm cho má đau khổ một lần, con cũng hối hận lắm chứ. Đáng lẽ con chết, nhưng mà con không chết được, là vì người ta phụ phàng con mà làm cho con thù hằn. Nay chồng con lại phụ bạc con nữa. Con biết vì con không còn trinh tiết khi có chồng, nên sự khinh rẻ luôn luôn ẩn nấp trong lòng ảnh, đợi dịp xuất lộ ra. Bây giờ thì không còn gì nữa, đã rõ ràng lắm rồi. Tất cả đều thôi. Má mạnh giỏi, chúc em có nhiều hạnh phúc. Chị tính gì mà chị nói vậy? Nó tính gì thì cứ để cho nó tính đi. Chị đừng làm bậy nghe chị. Chị đừng nghĩ tới chuyện chết nghe không? Không. Người ta không chết được vì mối tình đầu, thì sẽ không chết vì tình được nữa. Chị sẽ đi. Chị đi em à. Chị đi đâu? Ngay bây giờ chị chưa nhất định đi đâu, nhưng chị cần phải đi. Cảnh lạ đường xa có thể làm cho chị khuấy lãng được. Không, nói như vậy chứ chị không có được đi đâu hết. Chị ở đây với em. Để cho nó đi đi. Tao có chứa nó đâu mà mày biểu nó ở đây. Má, má giận thì má nói vậy. Để chị ba con ở đây thì còn có cách giải quyết chuyện của chị, chứ chị đi rồi thì coi như hoàn toàn gãy đồ. Nếu mỗi lần yêu là mỗi lần tan vỡ, thì người ta còn nghị lực đâu mà chống đỡ những nỗi đau buồn. Trở về
Nó đâu muốn cho mẹ nó cười, mày muốn khóc mà. Nhưng mà nước mắt còn đâu nữa để mà khóc. Con mà khóc nhiều quá rồi. Hồi đó sanh anh hai mày là con trai đầu lòng. Ba con mày nói con trai đầu lòng làm ăn không khá. Tới chừng sanh thì má lại lo nhiều. Con ơi, làm thân con gái thì khó dễ trăm điều. Con không đẹp thì cha mẹ buồn, nhưng khi nhan sắc đã tròn thì cha mẹ sợ rằng con sẽ lắm trung chiến. Ngày nay ba mày mất đi, chỉ còn má một mình chứng kiến cuộc đời sóng gió của con, làm cho tuổi già ngày một khéo hơn. Con xin lỗi má. Bao giờ muốn bắt lỗi con cái đâu, mập bé gì con. Má biết con yếu lắm nên con mới xin lỗi má. Nhưng trong lòng con có những điều nó không phục tùng chữ hiếu của con. Vì vậy khi má nói má không chứa con thì con nhất định ra đi chứ không chịu trở lại với chồng. Má cũng không ép, vì mỗi người đều có một thứ tâm sự không thể giải bài cùng kẻ khác. Dầu đó là cha mẹ của mình, mà nói là nói cho hai con biết rằng tuy ngày nay con đã có chồng, nhưng mà lòng mẹ thương con thì sao trước vẫn một lòng. Không kém thua chi khi còn ai dắt tay bồng. Má, má nói vậy để chị ba ở đây coi sao? Coi cái gì nữa chứ? Trời ơi, thì coi chuyện đó tới đâu? Tới chỗ là anh ba mày qua đây để mang vô tao chứ tới đâu nữa. Chị ba, má nói vậy thôi, chị nên về bển đi. Chị nghe lời má là chị thương má. Còn một mặt khác, nếu nói cho chị tình là chị cũng thương em. Tuy sắp thành hôn, anh Thành lại biết ít nhiều về dị dạng của chị. Nếu chị để cho thêm một lần gian dở thì tự nhiên em cũng sanh ra bỡ ngỡ với bên chồng. Thành, nó khá lắm. Nếu nó đã khinh bỉ chị thì có bao giờ nó lui tới đây để yêu em? Em quên rằng lúc anh hai mất em mới 15 tuổi sao? Em nhớ chứ? Em có nghe má vừa nói, mỗi người đều có một tâm sự không thể vơi bài cùng kẻ khác, để mong người ta giải quyết cho mình. Chỉ không thể giữ nó như lòng mong mỏi. Anh ba em coi
mà suốt đời chỉ bài sám hối. Bây giờ mày nói chuyện đó với tao toàn là chuyện đầm ấm không mà. Cũng có chuyện đầm ấm, mà cũng có chuyện không đầm ấm. Vợ chồng nào mà không vậy con? Mỗi lần xích mích là mỗi lần thôi là sao chứ. Chị ba, chị ba, em nghĩ cách đây có thể dung hòa được ý kiến của má với chị. Chị không muốn về nhà mà ở đây càng thêm bất tiện. Theo em thì đêm nay chị nên qua nghỉ nhờ hai ba thì má sẽ yên lòng. Nó tính vậy cũng được. Mày tính sao? Con chưa tính sao hết. Sao mày cứng đầu quá vậy? Chị ơi. Ủa, con Hà đây nè. Hải Hà chi lượng đủ hết. Chà, thiệt là lộn xộn. Con có nói chuyện cho má con nghe chưa? Dạ có. Làm phiền anh chị quá. Nãy giờ tôi rầy nó hết sức vậy đó. Biểu một cũng phải về, hai cũng phải về, mà còn ngồi cú sụ đó đó. Chị coi, đi ăn phở với mình, nó nói chồng nó đau. Chừng về đưa chị với con Hải về, tôi với ông này mới ghé thăm chồng nó. Thằng nhỏ đi đâu mất? Tôi mới biểu con Hà ở nhà để tôi với ổng mà đi kiếm. Chừng kiếm không được, đỡ lại thì thấy nó ngồi mặt bạnh ra như là ổng địa. Hỏi ra thì ghen tương sau đó. Rồi con vợ nó giận bỏ đi vì bởi thằng ghen tương. Ôi cái thằng đó không biết ghen cái nỗi gì. À là nó ghen cái hồi đó đó. Hồi mới gặp bà, tôi coi tướng nó chẳng say. Thế nào máu sẵn hậu nó cũng giận cho coi. Dù là con ghen của tôi thì bây giờ nó cũng là con ông. Ông tù, ông rủa nó làm chi vậy ông? À, đúng vậy thôi. Nó là con hai đứa mình, hơi nhặt một chút cha của nó có ghẻ mà thôi. Thôi thôi thôi, đừng có giỡn nữa mà. Chị à, chị nghĩ coi vợ chồng thương với nhau rồi á thì chuyện cũ phải bỏ qua đi. Tôi mới rầy nó hồi nãy. Dẫu cho con này á, nó gặp thằng kia thì nó cũng phải chào hỏi chứ, lễ phép mà. Dạ, vợ chồng mà không chào hỏi làm sao được. Không gì, tôi hỏi kỹ ra thì con Hà nó nhất quyết nó không có thương thằng kia nữa. Nó không còn muốn thấy mặt thằng kia nữa mà. Tại vì thương quá nên giận rồi nói như vậy. Chứ làm sao mà không thương được. Không lẽ vì tô phở rồi vợ chồng phải thôi nhau làm sao? Phải không chị? Dạ. Hà, ghen á là bởi vì thương. Nhưng mà có người thương mà không ghen. Ai thương mà không ghen đâu, ông chỉ tôi coi. Tôi nè. Tôi là già khú rồi mà ông ghen cái nỗi gì? Già thì có bồ già. Bà đừng nói à, tôi cũng ghen như thường á. Rồi, bây giờ ông tính là dàn xếp cho tụi nó đó ở với nhau rồi tôi với ông thôi đó hả? Sao nín khe đi, không tỏi nữa. Ghen là bởi vì thương. Vì thương quá nên cũng quá ghen. Con cũng đừng nên cố chấp. Tối nay con qua con nghỉ ở bển đi. Rồi muốn biết trắng đen cũng không khó. Bà biết tánh thằng đó. Bà nhớ hồi đó bà quen với má con cũng nhờ nó đó. Con nghe lời ba má đi con. Ba má bên con. Ba má đã đàn áp nó. Đàn ông mà ghen như vậy á là ghen bậy.
Ba má chồng con nói vậy đó, còn gì nữa con? Thôi, đi về bến đi chị ba. Con cảm ơn ba má. Đi về phải không? Vợ chồng tôi về chị Sương nha. Dạ. Đi về ba. Đi chậm chậm vậy, đi lẹ quá cái nó mỏi. Con về nghe má. Má à. Gì? Hồi nãy giờ con nghe chuyện hình như có cái gì là lạ lắm á. Lạ mà lạ làm sao? Má với bác gái đó, hai người nói chuyện đâu có ăn nhập gì với nhau đâu. Nói vậy thôi, chứ làm sao nữa mới kêu là ăn nhập. Không, chị ba về đây nói với má là ảnh ghen vì chị đi ăn phở. Nhưng mà theo con á, nghe lời của bác gái thì hình như là anh Trung ảnh về đây rồi. Mày nghe chắc vậy đó hả? Theo ý của ảnh chỉ nói là tại con Hà nó gặp thằng Trung. Dạ, ảnh mà lết đầu lại đây là biết tại con. Chào cô. Hả? Ông? Ông là ai? Tôi là Trung. Tôi bị tai nạn hồi ở đảo. Thưa bác, nghe nói bác bệnh đôi mắt vì buồn khổ, chắc không biết làm cách nào khác. Nhưng cháu xin thưa với bác rằng cháu hối hận lắm. Cháu xin lỗi bác. 8 năm nay em Tư cũng thay đổi nhiều, anh nhìn không có ra. Sớm mai khi vừa bước chân xuống đất liền, anh hỏi thăm ngay tin tức của gia đình, anh mới biết là chị ba em đã có chồng rồi. Anh có đến thăm. Hình như em còn giận anh lắm hả? Thưa bác, bác vẫn giận cháu. Mày nín đi, mày đã phá tiêu tan hạnh phúc của một gia đình. Càng nghĩ tôi càng căm hận mày. Lẽ ra mày đừng để cho tao thấy mặt. Mày đã giết con trai của tao, phá hại đời con gái trong sạch. Còn thân của tao phải mang thương tật, sống cảnh mù loà 6-7 năm nay. Má nói làm gì để thứ người ác độc. Ra khỏi đây mau, tôi không thấy mặt. Ông đứng đây khó bảo toàn mạng sống đó. Có người mặt đẹp mà lòng dạ hiểm sâu. Rất tiếc là chị tôi đã sai lầm, trao tình cho một kẻ chẳng ra chi. Cái bào thai kia có tội tình gì mà phải ra đời trong hoàn cảnh nghiệt quan. Thôi được, nhưng trước khi đi, bác và em Tư có thể cho cháu gặp mặt bé Phúc. Nếu được, bác cứ giao bé Phúc cho cháu, để cho cháu làm tròn bổn phận làm cha. Em nghĩ coi, như vậy ở trong nhà cũng đỡ gánh nặng gia đình. Cháu cũng biết tội của cháu đối với gia đình này to lớn lắm. Dạ thì bác có giết được cháu, chắc gì anh Giang ở suối vàng hả dạ. Chắc gì bác dơi bớt được sự buồn phiền. Có lẽ bé Phúc đã ngủ rồi. Đối với cháu, cháu coi bé Phúc giống như là một chiếc bè gỗ mà trên đó cứ ngủ cả gia đình. Còn thân cháu đây ví như một con chó trung thành, chẳng may từ bè gỗ rớt xuống dòng nước xoáy. Sự trung thành của con chó không thắng nổi dòng nước vô tình. Chiếc bè trôi ngày một xa. Con chó kiệt sức tru lên những hơi sầu thảm cuối cùng để nhắn lời biết ơn người nuôi dưỡng và vĩnh biệt chiếc bè. Vĩnh biệt. Hồi trước, anh là kẻ sanh ra bởi một mối tình bất đắc dĩ. Người đàn bà đã giao đứa trẻ cho người yêu,
khi nó mới lọt lòng. Ba anh đã có vợ nên phải lập mưu mẹo đem anh về nuôi. Đến năm anh 15 tuổi thì anh bắt đầu biết tại sao anh là kẻ bị hất hủi nhất trong gia đình. Anh sanh ra thù ghét tất cả. Anh bỏ nhà đi để lập lòng thù ghét, khiến cho anh muốn sống chứ không ham sống, làm cho anh rắn chắc nghị lực nhưng mà heo hắt tâm hồn. Đến khi anh biết yêu thì lòng anh đã đổi khác. Từ khi lòng anh đổi khác là anh bắt đầu nhận sự thiệt thòi. Mạnh giỏi. Đi chứ. Cho người ta đi cho rồi. Cảm ơn. Ông không biết xấu hổ sao mà chưa chịu đi? Nó còn đứng đó à? Thành, theo đuổi giùm cái thằng khốn nạn đó cho bác đi. Dì Tư à, đi đi. Làm cái gì mà xô người ta dữ vậy? Nó là ba của bé Phúc đó, thằng sát nhân. Ai là em vợ của ông mà ông kêu dì Tư dì Năm? Trời ơi, anh Thành, anh không đuổi nó đi giùm em một cái. Anh hai, đừng. Nếu ông còn nghĩ đến những gì trong dịu dàng thì tốt hơn. Ngày nay ông nên yên lặng, cho quán cừu xưa lặng chìm trong quân làng, cho nỗi buồn thương không còn vướng bận trong tâm tưởng của hai kẻ yêu đời. Mừng khi biết rằng hát buồn thương mình dẻo tận đào khơi, mà ở đất liền có người hướng được qua nồng trái ngọt. Lẽ tự nhiên tôi chẳng còn chi phiền phức, chẳng còn chi mà hối tiếc tám năm tù. Nếu ông biết đó là lẽ tự nhiên thì ông cần gì phải dẫn dãi cho dài dòng? Ông còn ghen cho hạnh phúc của chị nữa sao? Anh Triết với chị ba tôi đã ăn vui rồi, ông về suýt nữa hạnh phúc gia đình người ta đổ vỡ. Ông không biết xấu sao mà tìm đến chị làm gì nữa? Dì Tư, dì Tư ơi, tôi trở lại đây không phải để gian xin một ông huệ, là được gì tha thứ tôi, cũng không phải đến phá vỡ hạnh phúc của hà, chỉ nhờ gì ta ơn cho tôi gặp bé Phúc để được nghe tiếng nói giọng cười, rồi tôi sẽ lặng lẽ ra đi không ngoảnh đầu ngó lại, vì tôi biết rằng con tôi đã có người bảo bọc dưỡng nuôi. Không bao giờ, nó đang ngủ rồi. Ông đi, đi đi. Phúc ơi, Phúc, Phúc ơi, tôi muốn anh đi khỏi chỗ này. Mày quơ chổi, mày đập nó cho nó coi. Đi, đi đi, đồ giết người. Vậy lẹ đi Phúc, vậy lẹ đi chú Bồng nè, ra đây, ra đây. Không thèm đâu. Không là chú giận á. Đi, đi mau, vậy mau, giỏi con. Anh Thành, anh làm cái gì vậy? Lẹ, mặc đồ lẹ, lẹ,
lại nhà anh. Không đi ăn phở sao? Em với Phúc theo làm gì? Đi lập tức. Đó, em thấy chưa? Hỏi nó cứ trả lời không có biết. Nếu mà thật hắn tình ngay, tại sao lánh mặt tôi làm gì? Tôi không biết anh đi đâu. Vì tôi dẫn ông về đây mà không có ảnh. Ông về tôi cũng đi chợ mua quần áo. Đó, đồng tiền của ông sẽ làm cho anh em tôi lành lặn, và còn dùng vào việc mua giấy xe để về quê nữa. Ông tưởng anh sợ ông mà lánh mặt hả? Không có vụ đó đâu. Ông lầm rồi. Ông là cái đinh gì? Ông đừng á. Im. Nếu im thì phải nói im. Nhỏ nhẹ thôi. Im mà làm sao? Má. Ủa mày gì kì vậy? Ông có quyền gì bắt buộc tôi im? Ở đây không phải nhà của ông mà nhà của tôi. Nhưng mà im. Bây giờ tôi kêu ông im. Anh không được phép gọi tôi bằng mày, bằng nó. Anh chỉ là một tên móc túi thổi xe đạp. Một thằng người mang trong lý lịch mình bao nhiêu là án tiếc. Ai trọng anh mà anh đòi người ta trọng? Đúng. Tôi không có quyền bắt anh trọng tôi. Nhưng tôi có quyền cấm anh không được kêu tôi bằng nó. Anh hiểu chứ? Tôi là thằng có nhiều tội, mang nhiều án, nhưng chưa cái tội nào mà đánh thằng làm phách hết. Mà không chừng một chút nữa thôi, tôi sẽ mang cái tội đó. Nếu anh không tin, tôi phạm tội liền cho anh coi. Anh định làm gì? Làm gì hả? Anh không được làm bậy cái chứ. Sao cái mặt xanh quá vậy? Ở nhà anh nên làm dữ cho tôi sợ. Còn ở đây là nhà tôi. Tại sao anh muốn làm dữ với tôi? Chưa hết. Ủa kìa, cái mặt anh làm gì vậy? Mới có lớn tiếng chút xíu cái mặt thì sọc dưa rồi. Nè, tôi cho anh biết, tôi cấm anh không được nói nặng, tôi nghe chưa? Nói nặng đâu? Nói chưa nặng, đấm mới nặng. Anh à, nếu không có ông Trung ở nhà thì chúng ta đi về đi. Em sợ hả? Sợ ai? Sợ con dép mặt tay ba hay sao? Tại sao tôi lại sợ? Sợ thì tôi không đến đây. Sợ thì tôi không trở về nhà ba má. Nhưng mà chuyện đôi chối là để cho đàn bà, chứ không phải chuyện của đàn ông. Vì tôi nể lời khuyên của ba má nên mới đi với anh. Anh không thấy ngượng khi dắt vợ mình đi đối chọi với người tình cũ sao? Tôi không muốn đi gì mờ ám cả. Trước mặt hắn, trước mặt tôi, em còn thương hắn hay không? Hoặc là hiện giờ em còn thương tôi hay không? Em cứ nói trắng ra đi. Tôi sẽ giải quyết em đẹp, không có gì là khó khăn hết. Em đẹp à? Phải. Em thấy đã xấu xa nhiều lắm rồi. Có mặt người lạ, nhà không phải là nhà của mình, vậy mà chuyện gia đình anh đem nói hết như là chốn không người. Khi nãy giờ em rất khổ tâm, thương anh em mới lại nhà này để vợ chồng hiểu nhau tường tận. Có tin nhau mới ăn ở được lâu dài. Nhưng trong khi có mặt người ngoài, anh nói chuyện này như thể chuyện nhỏ nhen. Hắn với mình không có gì can hệ thì can chi phải giấu cho nhọc lòng. Từ xưa nay cái chuyện vợ chồng nghi do cùng vẫn là chuyện chung. Ông biết tôi coi ông là người có học thức, cũng vì ghen nên ông mới nói rằng. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở cho ông đừng kêu tôi bằng hắn, bằng nó, bằng thằng. Nhưng nãy giờ hình như ông đã quen miệng. Có lẽ vì ông mang thật kinh người. Chắc từ khi ông bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, gót chân mềm chỉ gặp toàn là gấm. Em thấy không thể ngồi nắng lại. Mình rất đợi thì cứ đợi. Tôi muốn ngày hôm nay bày ra đen trắng. Anh không nghe người ta nói hay sao? Người ta nói nhưng anh không muốn trả lời. Nếu có trả lời ông trả lời thử coi. Tôi xem ông tuy đã lớn tuổi rồi, nhưng ông vẫn còn tâm trạng đứa trẻ
cái gì hả? Muốn gì? Ừ, đừng nóng, tôi muốn tặng một cái nón. Tuy bây giờ ông chưa mọc sừng, nhưng rồi ông sẽ mọc. Anh cái gì? Vì không có một người vợ nào chịu được cái tánh con nít của anh đâu. Này, tôi nhịn anh nhiều lắm nghe chưa? Họ làm gì tôi? Em đi đâu? Em đi đâu? Em đi là em nhìn nhận câu nói của nó là đúng. Em muốn hạ nhục anh tại đây phải không Hà? Em không trọng anh thì không bao giờ em đến đây đâu. Nhưng tới nước này thì anh cũng không nên tiếp tục ngồi lại đây làm gì nữa. Anh có tự ái hay không? Lời nói của nó có đáng giá hay không mà tự ái? Anh không thể tự ái với một thằng ngu, một thằng điên. Đúng, bà đừng nên trách một thằng điên. Chứ còn gì nữa? Hiện giờ nó chưa điên lắm đâu, nó sẽ điên hơn nữa kìa. Nè, anh nói ai? Tôi nói tôi. Mời bà ngồi. Bà ngồi đây. Dù sao bà cũng là một người quen xưa với bạn tôi. Hồi ở ngoài, ảnh có cho tôi coi mấy cái thơ của bà. Đó! Em có nói chưa? Có thơ nữa đó. Em còn chối đường nào nữa không? Lúc nào cũng nói là thù hắn. Em thù mà trong khi ở tù hắn vẫn được thơ của em luôn. Không, sao anh nóng quá? Tôi nói thơ đây là thơ hồi trước, hồi hai người còn yêu nhau đó. Sao ông gấp quá? Anh đó, ông về đó. Ai muốn ăn thịt cá gì thì làm đi. Ông bà đến tìm tôi có chuyện chi không? Ông hồi nãy coi nhà đâu rồi anh Toàn? Dạ, ông về Phú Lâm rồi. Như có xe mình đi sớm á, rồi ai coi nhà? Anh đi mua giấy xe chưa? Dạ chưa, tôi tính khuya mình ra ngoài mua giấy rồi đi luôn. Anh lấy tiền đi mua đi, làm cái gì cũng đợi nước tới trôn à? À, tôi có tiền. Tiền ở đâu anh có? Dạ. Móc túi hả? À, đúng, móc túi, mà đều móc một cách lương thiện, công khai sòng phẳng. Tôi đi mua giấy xe nghe. Xin lỗi, nãy giờ tôi phải nói chuyện riêng. Ông bà đến tìm tôi có chuyện gì không? Tôi thăm anh. Hân hạnh. Anh định đi đâu mà mua giấy xe đò vậy? À, chúng tôi về chắc Cà Đao, Long Xuyên. Quê hương của thằng hồi nãy đó hả? Thằng nào? À, quê hương của anh hồi nãy đó chứ gì? Dạ, quê hương của ảnh. Tôi về dưới nương nhờ y. Có lẽ tôi sẽ mở một lớp dạy trẻ em lối xóm. Còn y thì bỏ nghề bất lương đi làm ruộng á. Anh nhất định bỏ Sài Gòn à? Đối với anh tôi nghĩ Sài Gòn có nhiều cái đáng mến chứ. Những cái đáng mến đó đã xa lánh tôi rồi. Tôi đi trốn kỷ niệm, đi tìm sự yên tĩnh, để cho người khác được yên tĩnh. Căn nhà này bất đắc dĩ, tôi phải tạm ở một ngày. Tất cả đều như cũ, chỉ trừ chúng ta thôi. Chúng ta có gì thay đổi đâu. Tôi vẫn coi ông đây là bạn, bà đây là người tôi yêu. Ông không có quyền nói câu đó. Tôi không tưởng tượng được ông bất lịch sự như vậy. Thưa bà, tôi nói bà là người tôi yêu, chứ tôi đâu có nói bà là người yêu tôi. Thiết tưởng tôi có quyền nói câu đó chứ. Anh có quyền hả? Đâu, anh thử lặp lại câu đó một lần nữa coi. Dẫu ngày xưa người ta có yêu anh, nhưng đến nay họ đã có chồng, và thời gian cũng lần phối vơ cơn ác mộng đã qua. Khi ông đến nhà, tôi bị bà cự tuyệt và đuổi tôi như đuổi tà. Đã thế mà sao ông chẳng cút đi, lấy nấn ná làm chi? Làm cho chúng tôi thêm nghi kỵ, xin lời nó kia làm khổ tâm thân tôi. Cũng vì muốn được chồng tôi tin, nên buộc lòng tôi phải đến nơi đây. Thế mà tôi lại tưởng mình hân hạnh được ông bà chuyến thăm. Chúng tôi cũng đến thăm và luôn dịp hiểu thêm cho tường tận. Yêu một người yêu, thường thường tự ái của người ta tăng lên. Nhưng yêu một người chồng,
thì tự ái của người ta giảm xuống. Tôi không ngờ bà sẵn sàng hy sinh tự ái để đi dự một cuộc đôi chối ái tình chứ. Vì để giữ vững hạnh phúc của chúng tôi. Vâng. Và cũng để làm tăng cái tư cách kém cỏi của chồng bà, nếu không bảo là hèn hạ. Anh đừng có nguyên rủa thóa mạ. Lời nguyên rủa thóa mạ của kẻ thua cuộc không có giá trị gì cả. Nhưng ông không phải là người chiến thắng. Ông không phải là người cùng tôi tranh đua chiếm đoạt một người đẹp. Ông chỉ là người nhìn trộm lỗ khóa để xem người ta trò chuyện, đứng trước cổng nhà nuốt nước miếng để nhìn chúng tôi sánh vai nhau. Ông chỉ là người xí được ái tình trong khi người trong cuộc không còn cầm giữ nữa. Ông không có quyền nói xấu chồng tôi. Nếu không có anh ấy an ủi thì con ông cũng không còn dịp để chào đời. Ồ. Cảm ơn ông bạn đã có công an ủi người mẹ của con tôi. Và sau khi an ủi, ông đã chẳng ngại làm chồng của má nó. Đủ rồi. Ông bà là hai người có diễm phúc. Trong khi người lớn đã uống cạn niềm vui, thì có một đứa trẻ thơ khao khát tình mẫu tử. Tôi tưởng dầu cho sự căm thù có như non như núi, bà cũng không nên khước từ khi tôi sẵn sàng nhận bổn phận làm cha chứ. Anh bình tĩnh. Tôi đồng ý giao bé Phúc cho anh. Anh làm gì thì anh làm. Bồng nó đi đâu thì bồng. Không. Tôi không muốn con tôi sống gần một người cha thô bạo. Em. Tôi cũng không muốn cho con tôi lớn lên bằng những đồng bạc vô tình. Bà tưởng tôi bắt nó không được à? Bà cố chống mắt mà coi. Tôi muốn là được. Anh đừng cao hứng quá. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi nói thật, tôi đố anh đó. Vợ tôi đã hứa cho người ta rồi. Nếu cần, người ta thừa sức ăn thua với anh trước pháp luật. Làm thử coi. Anh làm thử coi ai thắng. Dẹp. Ủa, anh chị ba đi đâu đây? Dượng đi đâu đây? Anh chị về à? Có chuyện gì đây Dưỡng Tư? Nếu anh về, có thể cho phép tôi hầu chuyện với chị ba một chút có được không? Về nhà đi Dương Tư. Ở nhà tôi tiện hơn. Tôi muốn nói chuyện riêng với chị ba. Ở đây cũng tiện lắm. Nhưng mà ở đây đâu phải là nhà Dưỡng. Nhà tôi chứ. Dưỡng nói chơi hoài. Nói xin lỗi nghe. Nếu phải nhà Dưỡng đi nữa thì vợ tôi, tôi cũng không muốn vợ tôi phải ở đây. Tại sao không được? Sao? Bộ em muốn ở lại hả? Không. Em ở, em đi, em nói chuyện hay không nói chuyện nữa là do anh. Em không thể tự quyền quyết định được. Em không có quyền quyết định. Nhưng em không phải là con vợt. Nếu là người thì cần phải biết sự liên hệ của mình với người khác như thế nào. Tốt hơn anh nên mướn người ta đưa một cái thúng đi. Dưỡng nói gì đưa cái thúng? Tôi khuyên anh nên mướn người ta đưa một cái thúng, để mỗi khi đi làm hay đi đâu thì anh bưng chị ba theo sát một bên mình. Đó là do sức anh không cộng nổi, chứ ước gì anh cộng nổi lại càng hay. Chỗ bằng cột kèo mà Dương phá tôi làm chi Dương? Bây giờ chưa biết ai dở ai hay, sợ chừng Dương cưới được dì Tư. Dương đi đâu Dương đổi ở trên đầu, chứ đừng nói gì tới cổng hay là bưng. Thôi đi, đi về, em nhục quá rồi. Nhục cái gì? Vợ chồng thương nhau mà sợ người ta cười hay sao? Ở đây có ai đâu. Chỉ có Dương Tư nói với lại... mà nếu em muốn ở lại là tự quyền của em. Tôi không ép. Tôi không muốn ai khi dễ tôi ở đây. Anh cho phép chị ở lại không? Gì? Chuyện gì mà cho phép? Vợ chồng mà không có tự do sao? Được rồi, em cứ ở lại. Dương cần nói chuyện với chị ba, Dương cứ nói ha. Cảm ơn. Chào anh. Biết bây giờ là mấy giờ chưa? Anh về trước, anh chờ em về đó. Em đem quần áo lại cho anh thay đó. Anh về mà sao anh không về nhà?
Em giao nhà này cho ông Bảy coi. Ủa, ông đâu rồi? Sao từ đó tới nay anh không gửi thơ trả lời một cái thơ nào cho em hết? Tất cả đồ đạc trong nhà em đều giữ y như cũ. Anh có điều gì phật lòng không? Sao hồi nãy anh cấm em nói sự thật? Một người quân tử là tự nơi cách xử sự của họ, nên họ được coi là quân tử. Chứ họ không hề làm cách gì để cho người khác phải gọi họ là quân tử. Anh cũng vậy. Anh cũng không thể nào làm cho người khác thấp kém để anh được gọi là anh hùng. 8 năm qua em đã trưởng thành rồi. Chị Hà. Dưỡng à, Dưỡng làm tôi không hiểu gì hết á. Rồi chị sẽ hiểu. Lẽ ra tôi phải kêu chị bằng chị Ba như từ trước tới giờ. Nhưng đêm nay anh sẽ đi. Anh tính đi đâu? Về Long Xuyên. Em không muốn anh đi. Hồi trước tới giờ mày có điều khiển tao lần nào không? Mày là em tao hay là anh tao? Dưỡng Tư, anh Trung là chi đối với Dưỡng? Chúng tôi là hai người bạn. Không, anh là... Mày im! Không im! Tại sao anh không cho phép em được nhìn nhận công khai anh là anh ruột? Vì hạnh phúc của mày, vì tình yêu của Hải, mày biết chứ? Anh Thành, có thật anh là em ruột của anh Trung không? Thật hơn là sự thật. Nếu sự thật nó phủ phàng như vậy, em có còn yêu anh như xưa hay không? Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được. Phúc, lại đây con. Chị Hà, tất cả những điều chị không thể nào tưởng tượng được đều đã xảy ra. 8 năm nay em đối với gia đình như thế nào, với bé Phúc như thế nào, chị và Hải cũng đã thấy rõ. Tại sao em đối như vậy? Nếu không vì ảnh là anh ruột của em, em đã vâng lời ủy thác của ảnh. Trời ơi, em không thể chịu được một chuyện khó xử như vậy. Có gì mà khó xử? Anh Trung, có phải em Thành đã vâng lời của anh mà giúp đỡ chúng tôi hay không? Nó vâng lời lương tâm nó. Dầu sao chúng tôi cũng có lời cảm ơn anh. Anh đã tỏ ra biết điều sau khi gây ra án mạng. Em Thành cũng có nhiều kiên nhẫn. Ngày nay ân oán đã đổi trao, thời gian đã làm cho hai em thật sự yêu nhau trong cái cảnh bé bàng. Chỉ biết rằng khó lìa tan bởi hẹn ước đã vàng. Cái số kiếp hồng đến rồi nở trái ngang, hai em đâu có tội tình. Chiếu thiết ngoài dở dang, nào phải anh Trung vô tình gây ra thảm cảnh ly tan mà sống như chim non lạc đàn. Nay xin cho lá về cội nước về nguồn, cho cha con được trùng quang. Bé Phúc, tôi đã hứa cho dì Dưỡng nó nuôi. Như vậy chẳng khác nào lá rụng về cội rồi. Anh có đi xa, thỉnh thoảng trở lại Sài Gòn thăm nó. Tôi cũng không ngờ Thành nó kín miệng quá. Thôi, tôi về. Thưa bà, tôi rất cảm kích trước những lời đầy vẻ hiểu biết của bà đối với Thành và Hải. Vâng, Thành không có tội,
chỉ tại tôi. Nhưng tôi thiết nghĩ pháp luật đã thay mặt cho xã hội, cho gia đình bà để trừng trị tôi, và tôi đã chịu hình phạt với tất cả lòng sốt sắng. Thì ngày nay dù cho bà có thù ghét tôi, có cũng không sao, vì trong lòng của người ta có một thứ pháp luật riêng. Nhưng phải nói một cách thành thật rằng bà hoàn toàn vô lý. Tại sao bà bắt tôi phải xa cách con tôi, trong khi bà không nuôi nó, đã đành thành nó là em ruột tôi. Bà cho là nó nuôi bé Phúc cũng như là tôi nuôi vậy. Lập luận đó yếu kém quá, mơ hồ quá. Chẳng những nó biểu lộ một sự trả thù gượng gạo, mà đồng thời nó có vẻ thiếu lương tâm. Phúc, Phúc, ba đây nè. Ba của Phúc đó hả má? Ba của con đó con. Phải ba mà Dượng Tư nói tù đó không Dượng Tư? Phải. Bây giờ ba con về đó. Lại ba đi con. Vì ba không bằng lòng, anh không có quyền biểu như vậy. Có quyền chứ. Tốt, vậy thì em đi về. Hải, nếu em về coi như chúng ta đoạn tuyệt với nhau đó. Hải, em làm chị buồn. Tự ái nhiều quá trong khi yêu là một thiệt thòi lớn trong đời con gái. Em đừng vội vàng. Vậy chứ, anh ý, anh là một ân nhân của gia đình mình. Anh muốn dành cả quyền quyết định về đứa con của chị nữa. Em yêu anh vì tính tình của anh, chứ em không muốn làm vợ của một người ân. Anh không phải là người ân của em đâu, mà người ân của em kia kìa. Người đã bị em nguyền rủa, khinh bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đang đứng đó. Có thể em sẽ dứt tình với anh khi anh nói ra sự thật phũ phàng này. Mày muốn nói cái gì? Tôi muốn nói tôi chính là điên. Thằng ngu, anh buông tôi ra đi. Tôi nói tôi chính là thủ phạm. Chính tôi là kẻ giết chết anh Giang Thành. Chị Hà, hồi nãy em đã nói tất cả những điều chị không thể tưởng tượng được đều đã xảy ra. Ngày xưa anh chị yêu nhau như thế nào tôi không rõ lắm. Anh hai tôi vì buồn gia đình mà bỏ nhà đi, có gửi về cho ba tôi ba cái thơ xin phép cha mẹ cho thành hôn với chị. Bữa đó đích thân ba tôi đến đây để kêu ảnh về và cho ảnh biết ba má tôi bằng lòng cưới chị cho ảnh. Ba tôi về thì anh Giang đến. Lúc đó có mặt tôi. Lúc chị có thai bé Phúc, chị đi thử thỏa, nhưng vì tự ái chị không thèm cho anh hai tôi biết. Tấm giấy này đây, anh Giang đã cầm đến đây. Xin lỗi, anh Giang đã dùng những lời lẽ rất là thô lỗ để nói với anh hai tôi. Anh nói ta bắt buộc mày phải cưới con Hà lập tức. Lúc đó tự ái của anh hai tôi nổi lên, nên anh hai tôi đã trả lời với anh rằng không bao giờ cưới chị. Tức khắc anh Giang rút con dao rượt đâm anh hai tôi. Sẵn con dao rọc giấy trên bàn, tôi đâm anh Giang chết. Chính tôi đã giết chết ảnh. Anh đừng tưởng tượng để bào chữa cho anh Trung. Chuyện nhỏ nhặt đó làm gì anh hai em phải dùng đến dao lận. Hồi nãy ở đằng nhà, chính bác và em đã nhắc đến con dao này, phải không? Thưa chị Hà, tội của em là anh hai em đã thay mặt mà đền tội cho pháp luật. Còn em, 8 năm nay, cả chị cũng đã thấy hành động của em là hành động của một kẻ mong được giải thoát mặc cảm tội lỗi. Em Hải,
Nó nói anh bụm miệng nó không kịp. Tất cả những lời nó nói hồi nãy tới giờ đều là láo khoét. Em đừng tin. Thưa anh hai, em tin rằng anh nói thật. Hai, em đừng tin lời nói nhảm rồi tan vỡ hạnh phúc của hai. Thưa bà, bây giờ bà có thể về để ông ở nhà trong. Nhưng tôi xin bà cho phép cha con tôi được gần gũi nhau. Tôi xin bà. Phúc à, con có thương ba con không? Dạ thương. Em khổ quá anh ơi. Chẳng qua là số mạng. Bà đừng nói gì nữa mà lối đau dở chồng. Chắc bà cũng nghe, ngoài biển có một loài sóng thường tấp vào bãi quan trong mùa gió chương. Rồi những khi nước lớn, loài sóng kia lại tiếp tục chuyến làng du. Ngày mai này ai biết nó về đâu, bằng một cuộc phiêu lưu trong biển rộng. Đời tôi đã quen sống trong cảnh thiếu tình thương. Hơn 30 lượt lá vàng, quen chịu lòng lạnh lẽo cô đơn. Nay có thêm đứa trẻ thơ như lửa tình yêu sưởi ấm tâm hồn. Khuyên bà nên về xây hạnh phúc với chồng con và đi với ba nghe con. Không, con ở với Dượng Tư à. Con không thương ba sao? Thương chứ sao không thương. Thương, thương thì con đi theo ba. Cha con mình về Long Xuyên ở. Ba dạy con học nghe con.
Con đi theo ba đi. Dượng Tư cũng thương con lắm, nhưng mà ba con thương con hơn nữa. Con đi theo ba đi Phúc, nghe lời má rồi má cưng. Đi nghe con. Không, con không đi. Dượng Tư, ba bắt con. Phúc à, đâu phải ba con bắt con đâu. Ba là anh ruột của Dượng Tư đó. Dượng Tư thương ba lắm. Con thương Dượng Tư thì con phải thương ba con. Con nghe lời Dượng Tư rồi Dượng Tư cưng nghe. Dượng Tư đi dông xuyên với con không? Đi chứ. Dượng Tư đưa ba con với con đi tới dưới luôn. Đi nghe. Dạ. Thưa má, thưa dì Tư rồi đi con. Thưa má, con đi với ba. Thưa dì Tư, con đi. Con ôm cổ Dượng Tư đi, ẵm nè. Con đi con. Chào bà. Anh đi nghe Hải. Phúc con ơi.